Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Chương 576, làm giả thành thật một. Lương Nguyệt Linh nhìn thấy người xa lạ ở trước mắt, lại hét toáng lên. Lý Bồi Nguyên không phòng bị, bị dọa cho giật nảy mình. Mẹ của Lương Nguyệt Linh chạy nhanh đi gọi bác sĩ. Trương Dương đột nhiên vươn tay ra, nhanh như chớp điểm vài cái lên lên người Lương Nguyệt Linh, nói kể cũng lạ, sau khi Lương Nguyệt Linh bị hắn điểm trúng, cả người trong nháy mắt trở nên chấn định, hai mắt ngây ngô nhìn Trương Dương. Nhân viên y hộ rất nhanh liền chạy vào trong phòng giám hộ, khi bọn họ chạy tới thì Lương Nguyệt Linh đã không còn hết nữa, bác sĩ tới kiểm tra cho cô ta một chút, hộ sĩ ở bên cạnh cũng đã chuẩn bị thuốc an thần, bác sĩ xua tay nói tạm thời không cần. Lý Bồi Nguyên nhìn thấy rõ là Trương Dương giúp Lương Nguyệt Linh chấn định lại, thủ pháp vừa rồi của Trương Dương chắc là điểm huyệt, trước đây Lý Bồi Nguyên cũng xem phim võ hiệp, không ngờ trong hiện thực cũng có công phu điểm huyệt sau khi nhân viên y hộ rời đi trương dương cười cười với lương nguyệt linh vươn tay ra ấn lên mạch môn của cô ta một cỗ nội lực nhu hòa truyền vào trong cơ thể của lương nguyệt linh ánh mắt hỗn loạn của lương nguyệt linh dần dần trở nên an định cả người giống như mộc xuân phong cảm giác trên người vô cùng thoải mái trương dương hỏi đỡ chưa kỳ tích xuất hiện lương nguyệt linh vốn còn gào khóc không ngừng thật sự trở nên chấn định cô ta gật đầu nhìn trương dương có chút rụt rè nói tôi Tôi hình như đã từng gặp anh rồi." Trương Dương cười nói, "Gặp rồi, tối hôm qua khi cô từ trên lầu nhảy xuống, là tôi kéo cô lên." Lương Nguyệt Linh gật đầu, nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt bất giác có chút đỏ lên, cô ta nói khẽ "Cảm ơn anh." Trương Dương nói, "Cô không có bệnh gì đâu, chỉ là quá mệt thôi, cần nghỉ ngơi một chút." Lương Nguyệt Linh cắn cắn môi, bỗng nhiên lại có chút khẩn trương, "Tôi không làm chuyện xấu, bọn họ vì sao muốn bắt tôi, bọn họ vì sao muốn bắt tôi?" nhớ lại chuyện này tình tự của cô ta lại có chút kích động. Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm Trương Dương nói, đừng sợ, không ai muốn bắt cô đâu, nơi này là bệnh viện. Là nơi để chữa bệnh cho cô và giúp cô nghỉ ngơi. Lương Nguyệt Linh nói, tôi không cần ở đây, tôi không cần ở bệnh viện, tôi không phạm tội, tôi cũng không có bệnh, tôi chỉ là tìm khâu tử kiện xin chữ ký thôi. Nhớ tới khâu tử kiện, cô ta nhìn xung quanh, khâu tử kiện đâu người khác đâu rồi trương dương không nói gì nói chung không thể nói với cô ta rằng khâu tử kiện bị tình nghi cưỡng gian cô ta nên bị bắt mẹ của lương nguyệt linh dương dương nước mắt nói tiểu linh con tỉnh lại là tốt rồi đừng có nhắc tới tên xấu xa đó nữa lương nguyệt linh nói khẽ anh ta không phải là người xấu anh ấy đối với con rất tốt còn nói thích con sẽ dẫn con đi hong kong nữa nói rằng nhất kiến chung tình với con còn muốn cưới con khi những lời này trên mặt lương nguyệt linh lộ ra nhu tình mật ý lý bồi nguyên nhìn thấy cảnh này thầm nghĩ trương dương nói không sai đây khẳng định không phải là cưỡng gian mẹ lương nguyệt linh rơi lệ nói nhà đầu ngốc lời nói của loại người này không thể tin được lương nguyệt linh nói con nói thật đó anh ấy đối với con rất nghiêm túc mẹ mẹ không được nói tử kiện như vậy trương đại quan nhân nghe mà nổi ra gà tử kiện mà cũng gọi rồi khâu tử kiện à khâu tử kiện thằng chó mày hại người không nhẹ lương nguyệt linh đầu óc vốn không bình thường mày gạt người ta như vậy sao mà nhẫn tâm thế lúc này hắn cảm giác có người đứng ở đằng sau xoay người nhìn lại chính là bộ trưởng tuyên truyền lương tùng những lời nói vừa rồi của lương nguyệt linh lương tùng đã nghe thấy hết vẻ mặt của lương tùng lúc này rõ ràng đã dịu đi những lời vừa rồi của cháu gái y nghe rất rõ chuyện xảy ra giữa cô ta và khâu tử kiện không thể trách được người khác con gái con đứa xem phim đến nhập mê bởi vì vậy mà sùng bái ngôi sao cho nên mới bị người ta lừa lương nguyệt linh nói tử kiện đâu rồi tôi muốn gặp anh ấy tôi muốn gặp anh ấy tình tự của cô ta lúc này rõ ràng lại kích động mẹ cô ta khuyên nhủ tiểu linh con vừa tỉnh lại người ta là ngôi sao sao có thể ở cùng với con được không ngờ những lời này lại khiến lương nguyệt linh kích động hơn cô ta hét lên tử kiện không phải loại người như vậy anh ấy yêu con thích con con còn muốn sinh em bé cho anh ấy. Lương Tùng nghe đến đây mặt già không khỏi đỏ lên, quay người đi ra ngoài, đây con mẹ nó là chuyện gì vậy, thanh danh của gia đình bị con bé này làm mất hết cả rồi, y hiện tại vừa hẹn vừa giận, tất cả lửa giận đều chút sang hết người khâu tử kiện. Trương Dương và Lý Bồi Nguyên lúc này cũng đi ra, Lý Bồi Nguyên gọi một tiếng lão lương, Lương Tùng ừ một tiếng nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt bọn họ, ra môn bất hạnh, quá mất mặt. Trương Dương gọi một tiếng Bộ trưởng Lương. Lương Tùng gật đầu, "Đã thôi tức Trương Dương, đích xác là không phải tại người ta." Lý Bồi Nguyên một lòng muốn hòa giải cho hai người bọn họ, cười nói, "Tiểu Linh tỉnh lại là nhờ có Trương Dương, mấy chiêu vừa rồi của Trương Dương có phải là điểm huyệt không?" Trương Dương biết đã để Lý Bồi Nguyên nhìn thấy, thật ra cũng không cần thiết phải phủ nhận, hắn gật đầu nói, "Tổ truyền trong nhà có chút thiên phương, cũng may là hữu hiệu." Lương Tùng nói, "Tiểu Trương Thiên phương này của cậu có chữa khỏi được cho nó không?" Trương Dương nói, "Chị từ căn bản thì khó nói lắm, có điều tôi có thể giúp cô ấy ngừng khí an thần, chỉ cần cô ấy nắm giữ được phương pháp, về sau chắc là rất tốt cho khống chế cảm xúc." Lương Tùng nói, "Thật ư?" Trương Dương nói, "Có điều muốn chữa khỏi hoàn toàn, phải tìm được bệnh căn, tìm được nút thắt trong lòng cô ta, cô ta trước đây có phải là từng bị kích thích gì không?" Lương Tùng gật đầu nói, "Lúc học cao trung có yêu đương một lần." Về sau bởi vì sự phản đối của chúng tôi mà chia tay, kết quả liền biến thành bộ dạng hiện tại. Nói tới chuyện này, Lương Tùng không khỏi có chút hối hận. Trương Dương đang định lên tiếng thì chị dâu của Lương Tùng hoảng hốt chạy ra, bà ta vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Tiểu Linh đòi sống đòi chết muốn gặp ngôi sao Hong Kong đó, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Lương Tùng và Trương Dương nhìn nhau. Trương Dương nói, "Nếu đã muốn gặp thì dứt khoát để cho cô ta gặp đi, khúc mắc trước đây chưa được giải." Nói chung không thể để sản sinh ra một khúc mắc mới, nếu cứ tiếp tục như vậy, bệnh tình về sau chỉ tổ càng ngày càng nghiêm trọng. Lương Tùng thở dài, thật ra từ sau khi nghe xong những lời đó của cháu gái, y đã hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm của chuyện này không chỉ ở phía bên kia, cháu gái cũng có trách nhiệm, y nói khẽ vậy thì để họ gặp nhau đi. Tuy rằng chỉ bị giam giữ một đêm, Khâu Tử Kiện thoạt nhìn tựa như thay đổi thành một người khác, hào quang minh tinh trên người mất đi một tấc, tóc rối bù. Zoria xồm xoàm, vô cùng tiêu tụy, lần này tới cũng là cảnh sát đi theo. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng của thằng ôn này cũng không khỏi có chút đồng tình. Câu nói đầu tiên của Khâu Tử Kiện khi nhìn thấy Trương Dương là tôi thực sự không cưỡng gian cô ta. Trương Dương nói, đi rửa mặt trước đi đã, Lương Nguyệt Linh muốn gặp anh. Khâu Tử Kiện nói, cô ta thật sự muốn kiện tôi ư. Trương Dương nói, cái này phải xem biểu hiện của anh. Anh nếu lừa cho cô ta vui vẻ nói không chừng sẽ bình yên vô sự. Khâu Tử Kiện từ trong lời nói của Trương Dương nghe thấy một tia hy vọng, vội vàng đi vào toilet rửa mặt, lại dùng nước thấm ướt tóc, thoạt nhìn tinh thần khá hơn không ít, Trương Dương lúc này mới đưa hắn tới gặp Lương Nguyệt Linh. Lương Nguyệt Linh nhìn thấy Khâu Tử Kiện, kích động vạn phần, tràn ngập vui sướng nói Tử Kiện. Trên mặt Khâu Tử Kiện trong nháy mắt nổi lên một mảng thâm tình, cố nặn ra ngữ điệu của nam nhân vật chính trong truyện Quỳnh Giao Tiểu Linh hắn cũng là vừa mới biết người tối qua có tình một đêm với hắn tên là Lương Nguyệt Linh, là cháu gái của Bộ trưởng tuyên truyền thành phố Nam Tích. Hơn nữa cô gái này đầu óc không bình thường, khâu tử kiện cũng biết được một số luật, hành vi của mình tối hôm qua chưa chắc có thể tính là cưỡng gian, nhưng có thể tính là lừa tình nếu thật sự đưa lên tòa án. Mình khẳng định sẽ bị bỏ tù, tiền đồ tương lai gì cũng xong rồi. Khâu tử kiện đi đến bên cạnh bàn, Lương Nguyệt Linh vươn tay ra, hắn cầm lấy tay Lương Nguyệt Linh. Lương Nguyệt Linh thâm tình nói, Tử Kiện, anh sao vậy, trông tiểu tụy quá. Khâu Tử Kiện nói, Tiểu Linh, anh không sao, từ sau khi em bỏ đi, anh phút nào giây nào cũng nhớ tới em, anh hiện tại cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, anh cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là vì tình yêu mà tiểu tụy, Tiểu Linh. Tử Kiện, hai người ôm chầm lấy nhau, Trương đại quan nhân nổi ra gà, con mẹ nó, đúng là minh tinh điện ảnh. Thằng ôn này là thiên tài diễn trò trời sinh lương tùng trợn tròn mắt cảm thấy hai người bọn họ đúng là lưỡng tình tương duyệt trương dương và lương tùng đi ra hành lang lương tùng bực bội lấy thuốc lá ra trương dương chỉ vào biển cấm thuốc ở bên cạnh lương tùng lại cất thuốc đi thở dài nói phiền toái rồi trương dương nói chuyện tình cảm không ai quản được cả lương tùng lại thở dài nhưng thần kinh của tiểu linh có vấn đề khâu tử kiện kia căn bản chính là hư tình giả ý trương dương nói vấn đề cháu gái của ông là yêu hắn thật những lời này điểm chúng chỗ yếu hại. chương 576, làm giả thành thật hai. Lương Tùng lúc này cũng định thôi, lúc trước y hùng hổ đòi kiện khâu tử kiện cưỡng gian. Nhưng tình huống vừa rồi y cũng nhìn thấy, cháu gái mình bị khâu tử kiện lừa cho thần hồn điên đảo, cho dù có ra tòa cũng chưa chắc có phần thắng. Lương Tùng lo lắng nhất chính là khâu tử kiện hiện tại nói rất dễ nghe. Nhưng toàn bộ đều là diễn trò vì bị tình huống bức bách, một khi chờ hắn thoát phây hắn sẽ mặc kệ tiểu linh chết hay sống, sở khanh vô tình, con hát vô nghĩa, bất kể là trước đây hay là hiện tại thì những lời này đều đúng cả. Khâu tử kiện đến quả nhiên khiến tình tự của Lương Nguyệt Linh an định tở lại, ẩm ý cả một đêm, Lương Nguyệt Linh đã rất mệt mỏi rồi, nắm tay khâu tử kiện thiếp đi, khâu tử kiện chờ cô ta ngủ rồi mới cẩn thận rút tay mình ra, đi ra cửa. Trương Dương đưa hắn tới phòng nghỉ ở bên cạnh, Lương Tùng sầm mặt ngồi trên salon, Trương Dương dẫn kiến với hắn, vị này chính là bộ trưởng lương của bộ tuyên truyền chúng tôi. Khâu tử kiện cung kính gọi một tiếng bộ trưởng lương, chuyện tối hôm qua đã khiến hắn nhận thức được thực lực của vị quan viên đại lục này, mình ở Nam Tích đắc tội với người ta, không thể không cúi đầu. Lương Tùng lạnh lùng nói, anh định xử lý chuyện ngày hôm qua như thế nào? Khâu tử kiện nhìn Trương Dương, Trương Dương đánh mắt ra hiệu cho hắn, cổ vũ hắn dũng cảm nói chuyện, không có gì phải sợ. Khâu tử kiện nói, ngày hôm qua, ngày hôm qua, Lương Tùng bực mình, cầm chén trà trong tay đập thật mạnh lên bàn trà, dọa cho khâu tử kiện sợ hết hồn, hắn vẻ mặt cầu xin nói, bộ trưởng Lương, tôi, tôi thực sự không cường bạo tiểu linh, chúng tôi là thật lòng yêu nhau. Lương Tùng hừ lạnh một tiếng, thật lòng yêu nhau ư. Không hổ là diễn viên, nói dối không biết đỏ mặt, anh và Tiểu Linh mới quen hao chưa được bao lâu. Tổng cộng chưa tới 10 tiếng, không ngờ còn nói là thật lòng yêu nhau, tình cảm của anh cũng quá nhiều đấy. Khâu Tử Kiện nói, Bộ trưởng Lương, ông có thể không tin nhất kiến trung tình. Tôi trước đây cũng không tin, nhưng khi tôi nhìn thấy Tiểu Linh tôi mới hiểu được. Trên thế giới này thật sự có nhất kiến trung tình. Tôi thề, tôi đối với cô ta là chân chính động lòng. Nhìn thấy cô ta tôi mới biết được trên thế giới này cái gì mới là quan trọng nhất. Lần đầu tiên Trương Dương thật sự là phục Khâu Tử Kiện, đúng là diễn viên, nói gì nghe cũng thấy giống. Chẳng trách những cô gái trẻ hiện tại lại dễ mắc mưu như vậy, có điều ngấm lại người ta là diễn viên chuyên nghiệp bình thường đóng phim nói không ít những lời thâm tình thuần thục ngành nghề cũng không có gì đáng ngạc nhiên khâu tử kiện đương nhiên là nói những lời trái với lương tâm nhưng hắn không dám không nói như vậy chuyện tối hôm qua khiến hắn kinh hồn chưa định đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ lương gia có phải thật sự muốn kiện hắn hay không hắn không muốn ngồi tù mắt thấy sự nghiệp của mình vừa có chút khởi sắc hắn không muốn cuộc đời coi như xong lương tùng nói anh đừng có diễn trò trước mặt tôi anh nghĩ gì tôi đều biết cả, tôi nói cho anh biết, tinh thần của Tiểu Linh đã bị kích thích, anh còn lừa gạt nó nữa, nó sẽ càng lún càng sâu, người làm chú như tôi không thể trơ mắt nhìn nó bị anh lừa, anh mau đi tìm luật sư đi. Ngồi sao cái gì chứ? Ở trong mắt tôi anh chỉ là một tên lưu manh giỏi lừa con gái nhà lành thôi, sự trong sạch của cháu gái tôi đã bị hủy trong tay anh, anh chuẩn bị ngồi tù đi. Khâu Tử Kiện sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hắn bất kể là như thế nào cũng không thể ngồi tù được nhưng bằng vào thực lực của Lương Tùng, và dựa vào những chuyện mà hắn đã làm, chỉ sợ lần này 89 phần 10 là không thoát thân được. Khâu tử kiện càng nghĩ càng sợ, hắn bỗng nhiên bịch một tiếng quỷ xuống trước mặt Lương Túng, hai mắt rưng rưng, tình chân ý thiết nói, chú. Vì sao chú không tin cháu? Lần này chẳng những là Lương Tùng, ngay cả Trương Dương cũng ngây ra, sao chỉ thoáng cái đã từ bộ trưởng Lương biến thành chú rồi. Khâu tử kiện nói, cháu yêu Tiểu Linh hơn tất cả, cháu sẽ chịu trách nhiệm vì cô ấy, chỉ cần mọi người đồng ý, cháu nguyện ý cưới cô ấy. Trương đại quan nhân chân chính bắt đầu bội phục Khâu Tử Kiện rồi, con mẹ nó, vô sỉ quá. Khâu Tử Kiện à, Khâu Tử Kiện, anh còn có thể vô sỉ hơn được nữa không? Một chiêu này của Khâu Tử Kiện khiến cho Lương Tùng ngây ngốc, mình không nghe lầm chứ, thằng ôn này muốn kết hôn với Tiểu Linh Ư? Lương Tùng lăn lộn trong chính đàn nhiều năm, chỉ cần hơi động não một chút là nhìn ra Khâu Tử Kiện hiện tại là bất đắc dĩ phải làm vậy, hắn sợ phải ngồi tù cho nên mới cho nên mới đề xuất kết hôn với Lương Nguyệt Linh, chỉ cần hôn sự đã thành, quan tòa tất nhiên sẽ không kết tội được, đã có giấy kết hôn rồi, bọn họ lên giường cũng là thiên kinh địa nghĩa, pháp viện cũng không rảnh tới mức đi quản loại chuyện này. Lương Tùng đầy hoài nghi nói, anh muốn cưới Tiểu Linh ư. Khâu Tử Kiện gật đầu thật mạnh nói, đúng vậy, cháu muốn cưới cô ấy, cháu không nói dối đâu, mỗi một từ mà cháu nói hiện tại đều là thật lòng, nếu như cháu nói dối, cứ để cho thiên lôi đánh cháu, chết không toàn thây. Lương Tùng nghe thấy vậy liền tâm phiền ý loạn xua xua tay nói, "Được rồi, được rồi." Trong lòng Khâu Tử Kiện cũng có tính toán của hắn, chuyện đã phát triển tới tình trạng này, hắn không đưa ra chút hứa hẹn, Lương Tùng khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình, chỉ cần mình lừa được Lương Tùng, có thể trở lại Hong Kong, về sau cũng không phải sợ ai nữa. Khâu Tử Kiện nhìn thấy vẻ mặt của Lương Tùng tựa hồ vẫn còn đang hoài nghi, hắn liền hạ quyết tâm Xem ra không cho thêm chút thuốc nặng thì không qua được cửa." Khâu Tử Kiện nói, "Bộ trưởng Lương, ông nếu còn chưa tin tôi, tôi hiện tại sẽ đính hôn với Tiểu Linh." Trương đại quan nhân ở bên cạnh nhìn cảnh này, hắn trải đời nhiều rồi, nhưng loại tràng diện này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Dương đương nhiên có thể nhìn ra Khâu Tử Kiện là hư tình giả ý, thằng ôn này đề xuất đính hôn cũng chỉ là để thoát thân. Khi Khâu Tử Kiện nói ra những lời này, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng khóc, tiếng khóc của hạnh phúc Lương Nguyệt Linh không biết từ lúc nào đã đi tới ngoài cửa, cô ta sợ chú mình làm khó khâu tử kiện chứ không phải là có lòng muốn nghe trộm, nhưng lại vừa hay nghe thấy khâu tử kiện thổ lộ thâm tình, Lương Nguyệt Linh đẩy cửa phòng chạy vào, tử kiện. Khâu tử kiện thâm tình nói, Linh, hai người lại ôm ôm chặt lấy nhau. Lương Tùng và Trương Dương đều trợn tròn mắt mà nhìn, Trương Dương trong lòng than thầm, con mẹ nó, nhân sinh như kịch, kịch như nhớ sinh, khâu tử kiện và khâu tử kiện, anh đúng là mặt dày vô địch tôi coi như là được lĩnh giáo sự vô sỉ của anh rồi. Tinh thần của Lương Nguyệt Linh không bình thường, anh chơi người ta rồi, giờ còn lừa gạt người ta nữa, nhẫn tâm quá đi, Lương Tùng muốn kiện anh hiếp dâm, không oan tí nào. Lương Tùng nói, khâu tử kiện, anh thực sự đồng ý cưới tiểu Linh ư. Khâu tử kiện liên tục gật đầu liên tục gật đầu. Lương Nguyệt Linh hạnh phúc vô bờ bến, con bé ngốc này xem phim nhiều đến cuồng rồi, khâu tử kiện chính là tình nhân trong mộng của cô ta, vì khâu tử kiện cô ta nguyện ý tất cả, bằng không tối hôm qua cũng sẽ không chạy tới hải thiên hiến thân. Chị dâu của Lương Tùng ở bên cạnh liều mạng lắc đầu, bà ta tuy rằng cũng không có kiến thức gì, nhưng cũng là thể nhìn ra khâu tử kiện là kẻ giả dối, người ta không thể thích khuê nữ của mình được. Lương Tùng nói, được, vậy hai đứa bây giờ lập tức đi đăng ký kết hôn, tôi sẽ báo một tiếng cho cục dân chính. Khâu tử kiện ngây ra, hắn căn bản không ngờ Lương Tùng có thể chơi chiêu này, hắn vốn muốn dùng đính hôn để lấy lòng tin của lương gia, chỉ cần có thể thoát thân về Hong Kong trước, hắn sẽ không bao giờ nữa quay lại đây nữa. Nhưng lương tùng cũng không phải là hạng dễ bị lừa, mày tưởng mà diễn giỏi lắm à, ông đây lăn lộn ở trong quan trường nhiều năm như vậy, ngay cả một chút kỹ xảo của mày chẳng lẽ cũng không nhìn ra ư. Lương Tùng cũng nghĩ rất thấu, nhìn bộ dạng của cháu gái mình, có 89 phần 10 là cam tâm tình nguyện lên giường với người ta, tuy rằng thần kinh của nó có chút vấn đề, nhưng chuyện này nếu thật sự tố cáo lên tòa, cũng không nhất định có thể chỉ tội khâu tử kiện, hơn nữa chuyện nếu làm lớn lên, lương gia bọn họ cũng mất mặt, khâu tử kiện anh hư tình giả ý với tôi, tôi liền sẽ tương kế tựu kế với anh, tôi không yêu cầu anh cưới cháu gái tôi, là anh tự mình đồng ý, tôi không đẩy anh một cái thì uổng phí tâm cơ của anh quá. Lương Tùng còn có một tính toán, sau khi nhận giấy kết hôn rồi, chuyện này đã thành sự thực, chuyện giữa hai người bọn họ cũng sẽ không khiến người ta chê cười nữa, Khâu Tử Kiện anh muốn ly hôn ư, vậy thì phải chia một nửa tài sản cho cháu gái tôi." Khâu Tử Kiện diễn hay, nhưng luận về tâm cơ thì hắn còn kém Lương Tùng không biết bao nhiêu lần, hắn là diễn viên giỏi, nhưng tùy tiện lấy ra một chính khách cũng chẳng kém hơn hắn chút nào, Khâu Tử Kiện cuối cùng cũng biết cái gì gọi là mua dây buộc mình. Trương Dương ở bên cạnh nhìn, thiếu chút nữa thì cười thành tiếng, gương càng ra càng cay, một chiêu này của Lương Tùng quá độc, Khâu Tử Kiện nếu đáp ứng Lương Tùng khẳng định sẽ tha cho hắn một con đường sống, nếu Khâu Tử Kiện đổi ý, chỉ sợ hắn không dễ dàng rời khỏi Nam Tích như vậy. Khâu Tử Kiện nói, chú, tâm thái của thằng ôn này cũng tính là nhất lưu, dưới loại tình huống này vẫn bảo trì được chấn định, cháu và Tiểu Linh là thật lòng yêu nhau, cháu trước tiên muốn đính hôn, dẫu sao thì sự nghiệp của cháu cũng chỉ vừa mới khởi sắc, nếu để các fan điện ảnh biết cháu đã kết hôn thì sự nghiệp của cháu coi như xong. chương 576, Làm giả thành thật ba Lương Tùng nói, anh không cần phải lo lắng, chuyện anh đăng ký kết hôn với Tiểu Linh chúng tôi sẽ không nói ra ngoài. Anh có sự nghiệp của anh, Tiểu Linh ở sau lưng anh sẽ làm một người vợ hiền là được, tôi thấy nó yêu anh như vậy, không ngại hy sinh vì anh đâu. Lương Nguyệt Linh vui vẻ gật đầu. Khâu Tử Kiện đâm lao phải theo lao, hắn đầu óc xoay chuyển thật nhanh, gật đầu nói, được, ngày mai chúng cháu sẽ đi đăng ký. Lương Tùng nói, việc gì phải chờ tới ngày mai, hôm nay đi làm luôn. Khâu Tử Kiện nói, nhưng hôm nay là chủ nhật. Lương Tùng nói, chủ nhật thì sao, chỉ cần một cú điện thoại của tôi, bộ môn dân chính sẽ lập tức làm cho cậu. Khâu Tử Kiện triệt để hết cách rồi, Lương Tùng là cáo già, đã chặn tất cả đường lui của hắn, hắn thầm mắng mình lắm miệng, việc. việc gì phải đề xuất cưới Lương Nguyệt Linh, mình như vậy không phải là không có tự trọng ư? Lương Nguyệt Linh thần kinh không bình thường, mình còn có tiền đồ tốt đẹp, không thể kết thúc trên người cô ta. Nhưng nếu không cưới Lương Nguyệt Linh, lương tùng thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ nếu bị định tội thì con đường ngôi sao của mình cũng xong rồi lương tùng lạnh lùng nói sao anh không muốn ư khâu tử kiện trong khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng cân nhắc lợi hại cuối cùng cắn răng đưa ra quyết định nguyện ý cháu nguyện ý chú chú cứ xem rồi an bài lương nguyệt linh kích động đến nỗi nước mắt tôi rơi nhưng dù sao vẫn không quên rụt rè nói tử kiện quá đột ngột rồi anh anh vẫn còn chưa hỏi ý kiến của em mà khâu tử kiện nghĩ thầm hỏi cái con mẹ cô cô bằng lòng là cái chắc tôi con mẹ nó mới là không muốn này nhưng tình thế bức bách không đồng ý cũng không được hắn nắm tay lương nguyệt linh thâm tình chân thành nói linh em có nguyện ý gả cho anh không có nguyện ý làm nữ nhân đứng phía sau anh không lương nguyệt linh liều mạng gật đầu lương tùng đã đi sang một bên gọi điện thoại lúc trở lại nói với khâu tử kiện đi thôi tôi dẫn hai đứa đi làm giấy kết hôn Khâu Tử Kiện thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn nói khẽ "Cháu có lời muốn nói với chủ nhiệm Trương." Lương Tùng gật gật đầu, y kéo tay cháu gái mình, nói "Chúng tôi ra ngoài chờ anh." Hai chú cháu Lương Tùng đi rồi, Khâu Tử Kiện vẻ mặt cầu xin nói với Trương Dương, "Chủ nhiệm Trương, anh cứu tôi với, anh cứu tôi với." Trương Dương lực bất tòng tâm lắc đầu, việc này hắn thực sự không tiện nhúng tay, Lương Tùng cũng không phải là dễ chọc, Khâu Tử Kiện hiện tại bị y nắm được nhược điểm thằng ôn này vì thoát thân mà vừa rồi ăn nói lung tung, Trương Dương nói anh lớn như vậy rồi mà không biết đạo lý họa là từ ở miệng mà ra à. Lời là do anh nói, anh nói ra rồi thì phải chịu trách nhiệm, kỳ thật anh cũng có thiệt thòi gì, Lương Nguyệt Linh trông cũng không tồi, lại có chú làm quan, anh chiếm tiện nghi lớn thì có, tự dưng có được một hoàng hoa khuê nữ, đừng có ra vợ ủy khuất nữa. Khâu tử kiện thật sự là bị gãy răng mà chỉ đành nuốt vào bụng, nghĩ thầm hoàng hoa khuê nữ cái rắm cô ta căn bản không phải vậy nhưng những lời này bất kể là như thế nào cũng không thể nói lung tung được đi làm giấy kết hôn thì đi chỉ cần không phải ngồi tù chỉ cần có thể vượt qua được nguy cơ trước mắt một cách bình an hắn coi như xui xẻo khâu tử kiện lại nói chủ nhiệm trương chuyện tôi và lương nguyệt linh đăng ký kết hôn anh đừng nói với ai nhé dựa theo quy định của công ty chuyện lớn như nghệ sĩ kết hôn phải được sự đồng ý của công ty trương dương đối với chuyện của hắn vốn cũng không có hứng thú lắm nhìn thấy chuyện này cuối cùng cũng có thể giải quyết một cách hòa bình hắn cũng yên tâm rời khỏi bệnh viện lại nhìn thấy lương tùng đứng ở dưới lầu chưa đi trương dương có chút kinh ngạc nói bộ trưởng lương ngài không đi à lương tùng lắc đầu nói bọn họ kết hôn tôi đi theo làm gì trương dương cười nói ngài không sợ cháu rể của ngài bỏ chạy ư lương tùng nói hắn dám à tôi đã bảo hai cảnh sát áp tải hắn đi dám chạy tôi sẽ lập tức đưa hắn lên pháp viện Trương Dương bật người, thầm nghĩ khâu tử kiện cũng thật là suối quẩy, gặp loại nhân vật như Lương Tùng, hắn làm sao mà chạy cho nổi. Lương Tùng nói, đứa cháu gái này của tôi thần kinh có chút vấn đề, khâu tử kiện hắn cho rằng tôi không nhìn ra, muốn dùng đính hôn để lừa tôi, nhưng hắn chỉ là một ngôi sao cấp 2 của Hong Kong mà thôi. Trương Dương nói, thật ra cố ghép họ lại ở cùng một chỗ, về sau cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Lương Tùng nói, ít nhất cũng có hôn nhân, ít nhất cũng có thể khiến tiểu linh hạnh phúc một đoạn thời gian hắn muốn ly hôn cũng không dễ dàng như vậy đâu trương dương trong lòng hiểu rõ lương tùng làm như vậy là có mục đích giữ sĩ diện y tại nam tích dẫu sao cũng là nhân vật có uy tín và danh dự nếu cháu y bị khâu tử kiện chơi không như vậy về sau còn không biết có bao nhiêu sẽ chê cười y nếu khâu tử kiện đã không biết sống chết cố lao vào hỏng súng y cũng vui mừng thuận nước đẩy thuyền sự gừng càng già càng cay đã được thể hiện hết trên người lương tùng Lương Tùng nói: "Hôm nay thái độ của tôi không tốt, Trương Dương, cậu trăm ngàn lần đừng để bụng nhé." Trương Dương cười nói: "Sao lại vậy chứ? Việc nào đổi lại là ai cũng sẽ nóng giận, có điều hiện tại thì tốt rồi, chuyện xấu hóa thành chuyện tốt." Lương Tùng nói: "Đợi khi nào uống rượu mừng tôi nhất định sẽ mời cậu." Trương Dương mỉm cười gật đầu đáp ứng, một chuyện đau đầu cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng đối với Trương Dương mà nói chuyện này vẫn chưa xong, hắn nói với Lương Tùng: "Bộ trưởng Lương tôi vừa rồi đã kiểm tra, người báo án với đồn công an, tố cáo chị Lương là đoàn Kim Long, chủ tịch của Hải Thiên. Hàng hàng lông mày của Lương Tùng nhíu lại, y cũng đang cân nhắc chuyện này, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy dám tố cáo cháu mình bán dâm. Trương Dương nói như vậy chẳng khác nào đã chứng thực là đoàn Kim Long ở sau lưng phá dối. Trương Dương đem ân oán của mình và đoàn Kim Long ra kể một lượt, đặc biệt nói rõ đoàn Kim Long khơi màu mâu thuẫn giữa mình và Thạch Thắng Lợi, Lương Tùng nghe đến đây đã có chút minh bạch, chuyện này loạn thành cục diện như hiện tại, Đoàn Kim Long khẳng định là kẻ đứng sau giật dây, y muốn chuyển toàn bộ mâu thuẫn lên người Trương Dương cho nên mới mang Lương Nguyệt Linh đến đồn công an, tố cáo cô ta bán dâm, như vậy có thể lợi dụng chuyện này để đả kích Trương Dương, sự phát triển của sự việc quả thực là vậy. Nếu không phải chuyện xuất hiện biến chuyển bất ngờ, mình tất nhiên sẽ như nước với lửa cùng Trương Dương, một người làm sinh ý không ngờ lại lớn gan như vậy. Lương Tùng lạnh lúng nói, đoàn Kim Long hắn là không muốn làm nữa rồi. Trương Dương nói, tôi thấy hắn cũng không muốn làm nữa rồi, đợi sau khi trận đấu môi sao chấm dứt, tôi sẽ tìm hắn tính sổ. Lương Tùng nói, tính cho tôi một phần. Trương Dương gật đầu mỉm cười. Vương chuẩn cho dù năng lực lớn cỡ nào thì trong vòng một ngày cũng mang tới được một đội bóng đá ngôi sao cho Trương Dương, có điều lần này y rõ ràng dụng tâm hơn rất nhiều, lợi dụng nhân mạch của hắn mời một đôi nhân vật cấp đế hậu là Lưu Đức Chính và Tịch Nhược Lâm, còn mời cả ngôi sao ca nhạc Châu Đức Long hiện tại đang nổi như cồn ở Hong Kong tới nữa. Hai người trước tới có thể là bởi vì Vương Chuẩn là ân sư của bọn họ, lại vừa hay đều đang đóng phim ở Thượng Hải. Châu Đức Long nguyên ý đến là bởi vì Vương Chuẩn đáp ứng năm nay sẽ quay một bộ phim điện ảnh cho hắn. Vương Chuẩn vẻ mặt đau khổ nói với Trương Dương, tôi chỉ có bản sự như vậy thôi, ba người bọn họ trưa nay sẽ tới còn những người khác tôi gọi nhưng không tới. Trương Dương vừa nghe thấy ba cái tên này đã biết rằng ba vị này đều là minh tinh tuyến một, vương chuẩn quả thực đã xuất lực, xem ra không tạo áp lực cho y thì không được. Trương Dương cười nói, thôi thì coi như tạm được, dẫu sao thì đám minh tinh hạng hai đó của anh vẫn chưa đi, bảo họ ra sân đá bóng, còn ba người tuyến một kia thì phụ trách biểu diễn. Vương chuẩn thầm nghĩ thế này mà gọi là tạm được à, vì chuyện của anh mà tôi phải đi cầu xin đến rách cả miệng, Y vẫn quan tâm tới chuyện của Khâu Tử Kiện, luật sư được mời từ Hong Kong buổi trưa cũng sẽ đến nơi, Vương Chuẩn đã chuẩn bị tốt để ra tòa. Y nói khẽ chuyện của Khâu Tử Kiện thế nào rồi? Trương Dương nói, hắn không sao cả. Vương Chuẩn nghe thấy Trương Dương nói như vậy, có chút không tin nói, không sao ư? Thật sự là không sao ư? Trương Dương cười nói, tôi lừa anh làm gì, chắc là lúc này đã ký giấy kết hôn với Lương Nguyệt Linh rồi. Vương Chuẩn há hốc miệng nói, gì cơ? Tin này thật sự khiến y không thể tưởng tượng nổi. Trương Dương nói, tôi cũng kinh ngạc, Lương Tùng muốn kiện hắn, khâu từ kiện này ra mặt dày số 1, suy nghĩ cũng rất linh hoạt, ngay tại chỗ tỏ ý muốn cưới Lương Nguyệt Linh làm vợ, Lương Nguyệt Linh cũng nguyện ý, nếu đã là lưỡng tình tương duyệt, người khác cũng không tiện phản đối. Vương chuẩn nói, thực sự ký giấy kết hôn rồi à? Trương Dương lại khẳng định, thật, chuyện này anh cũng đừng để lộ ra ngoài nhé. Khâu Tử Kiện sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con đường thành sao của hắn. Vương chuẩn lúc này cuối cùng cũng tin đây là sự thật, không ngờ chuyện này lại vòng vèo như vậy, có điều cũng may là chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết, Khâu Tử Kiện ký giấy kết hôn cũng không sao, sau này có thể ly hôn, có điều vì tiền đồ nên phải làm tốt công tác bảo mật, Vương chuẩn vốn định toàn lực lăng xê Khâu Tử Kiện, cũng không muốn tâm huyết của mình bị uổng phí, có điều giấy không thể gói được lửa, chuyện này chỉ sợ không giấu được công chúng dễ dàng như vậy chương 577, Tân Bằng Cố Hữu 1. Vương chuẩn nói, lần này tôi vì chuyện của anh mà đã tận hết sức, anh không thể oán trách tôi được. Trương Dương cười nói, tính khí của tôi không tốt, nổi giận với anh cũng là không đúng, anh trăm ngàn lần đừng để trong lòng. Sau khi sóng gió qua đi, Trương Dương bình tĩnh nghĩ lại, thái độ của mình đối với Vương chuẩn quả thực có chút hơi quá, người ta dù sao cũng giúp hắn không ít, tuy rằng mang đến là một đám tuyến hai, nhưng dù sao cũng là ngôi sao Hong Kong vương chuẩn thân thiết ôm bả vai trương dương nói sao có thể như vậy chứ chúng ta là bạn tốt mà trương dương mỉm cười nói đúng vậy là bạn tốt vương chuẩn nói tôi có một yêu cầu hơi quá đáng trương dương vừa nghe cái là biết thằng ôn này lại muốn đề xuất điều kiện lập tức nói chuyện phí biểu diễn chúng ta miễn bàn trước đó đã nói rõ rồi vương chuẩn cười nói anh nhìn anh kia tôi còn chưa nhắc đến tiền mà anh đã có bộ dạng đó rồi Trương Dương nói, không nhắc đến tiền thì chuyện khác đều dễ nói thôi, tiền quý giá nhưng tình bạn còn quan trọng hơn, trên thế giới này còn có cái gì quan trọng hơn tình bạn. Vương Chuẩn nói, anh đừng vội chặn lời tôi, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ, năm sau trung tâm thể dục mới của các anh xây xong, có phải là có một buổi diễn cỡ lớn không? Trương Dương trợn mắt nhìn, hắn từ khi còn ở xã Hắc Sơn Tử đã quen Vương Chuẩn, cũng coi như là hiểu khá rõ về y, chuyện dâng hiến không công y không bao giờ làm nhắc tới chuyện này khẳng định là có mục đích, Trương Dương gật đầu nói, đúng là có ý này. Vương chuẩn cười tươi giói, chúng ta liên hợp làm một đại hội ca nhạc, thế nào? Nhân viên của tôi đến tổ chức, tiền vé vào cửa chúng ta chia ba bảy. Trương Dương nhếch miệng cười, hắn cảm thấy Vương chuẩn không có hảo tâm, quả nhiên, y không phải là đến đây không công một chuyến. Sau khi biểu diễn từ thiện liền tìm ngay một buổi biểu diễn thương mại, muốn kiếm lại phí biểu diễn lần này, quả nhiên là một gian thương trương dương nói anh ba tôi bảy vương chuẩn lắc đầu nói anh ba tôi bảy tôi đảm bảo sẽ mời được một đội ngũ nhất lưu của hong kong trương dương cười nói còn nói là bạn bè à lúc chia tiền sao anh không nghĩ nhiều thêm một chút vương chuẩn hạ giọng nói có chia thêm nhiều cho anh thì cũng là của nhà nước tôi được chia nhiều chẳng lẽ lại thiếu phần anh trương dương cười nói đạo diễn vương à đạo diễn vương anh quen tôi lâu như vậy rồi còn không biết tôi công tư phân minh sao Đừng có đem cái trò của chủ nghĩa tư bản đó tới đây, và cùng đứng dùng ánh mắt của nhà tư bản để nhìn thôi." Vương Chuẩn nói, "Tôi không có ý đó, tôi coi anh là bạn, có tiền thì đương nhiên là mọi người cùng kiếm." Trương Dương nói, "Chuyện tổn hại của công béo cho cá nhân tôi không làm, đề nghị của anh không tồi, lần này anh lại giúp tôi một việc lớn, muốn làm biểu diễn thương mại, tôi giúp anh không có vấn đề gì, nhưng anh cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân được, thế này đi, chia 5 năm." Vương chuẩn nghĩ ngợi một lát, chia 5 năm cũng kiếm được không ít, y đã tìm hiểu về trung tâm thể dục mới, sau khi sân thể dục chủ xây xong có thể chứa hơn 3 vạn người, chỉ vé vào cửa thôi đã có một khoản thu khả quan rồi, đây là còn chưa tính quảng cáo tài trợ nữa. Trương Dương cũng không phải là dễ lừa, từ lúc có được quyền kinh doanh vận hội tỉnh, hắn đối với chuyện của phương diện này đã hiểu biết thêm không ít, hắn cũng đoán được Vương chuẩn không chỉ có chủ ý với tiền vé, dẫu sao thì hiện tại sân thể dục vẫn chưa xây xong, chờ sau khi xây xong rồi, ở trên địa bàn của mình, vương chuẩn cho dù gian như quỷ cũng không chiếm được nhiều tiện nghi. Lúc buổi trưa, Kiều Mộng Viện, thì duy tới Nam Tích, Trương Dương bởi vì bận tổ chức công tác tiếp đãi, cho nên không thể ngay lập tức đi nghênh đón họ. Trước khi trận bóng buổi chiều bắt đầu, Trương Dương cùng đi chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Cử Thánh Minh, thị trường thành phố Nam Tích Hạ Bá Đạt, phó thị trường thường vụ thành phố Nam Tích Trần Hạo, phó thị trường cung kỳ vĩ tới đài chủ tịch, sau khi an bài cho bọn họ an vị, lúc này mới rảnh đi tới ghế khách quý, hắn tìm tới chỗ Kiều Mộng Viện và Thị Duy. Kiều Bằng Cử, Lương Thành Long cũng đều cùng nhau tới đây, Trương Dương không ngờ Quách Trí Giang cũng tới. Trương Dương rất nhiệt tình bắt tay với mỗi người bọn họ, Kiều Bằng Cử cười nói, cậu cứ làm việc của cậu đi, chờ trận đấu kết thúc mời chúng tôi đi ăn cơm là được. Trương Dương cười nói, tôi nay tôi đã an bài ở nhà khách rồi kiều mộng viện nói chúng tôi tối nay còn phải về đông giang không ăn cơm được đâu trương dương nói gấp cái gì khó khăn lắm mới một chuyến ở lại chơi đi nam tích không thiếu chỗ chơi đâu thì duy nói đúng vậy vội vã làm gì lần này kiểu gì cũng phải bắt anh ta nhỏ máu trương dương cười cười nói với quách trí giang bạn gái của anh cũng thâm phết bình thường chắc anh phải mời cô ấy đi ăn cơm nhiều lắm đúng không quách trí giang nghe thấy vậy liền đỏ mặt gã cũng coi thì duy là bạn gái nhưng thì duy tới hiện giờ vẫn chưa xác định quan hệ với hắn trương dương ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra khiến gã có chút lúng túng thì duy ở thì lên tiếng mắng anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu trương dương giơ tay xin tha nói tôi nói sai rồi tôi không dám dây vào cô nữa nói xong hắn quay người định đi thời duy gọi hắn lại ê lát nữa giúp tôi xin chữ ký của khâu tử kiện nhé tôi đã mua đĩa của anh ta rồi Tiêu bằng cử ở bên cạnh bật cười. Lần này đội ngôi sao Hong Kong có chút lạm dụng cho đủ số, không có một nhân vật tuyến một nào cả. Khâu từ kiện đó hình như gần đây cũng nhờ một bộ phim mà đi lên. Trương Dương cười nói, ai nói là lạm dụng cho đủ số? Tôi có ba vị khách quý thần bí chưa tuyên bố ra bên ngoài. Lương Thành Long nói, ai vậy? Trương Dương nói, lúc khai mà có biểu diễn đó. Lúc này người chủ trì đã vào sân, bọn họ tuyên bố cuộc thi đấu bóng đá ngôi sao chính thức bắt đầu nam chủ trì dùng micro kích động nói trước khi mở màn ngôi sao ca nhạc châu đức long của hong kong sẽ biểu diễn cho mọi người ca khúc cứu vớt tinh cầu tiếng hoan hô ở hiện trường lập tức vang lên như sấm châu đức long là tới bổ cứu lúc trước không ai biết hôm nay châu đức long sẽ đến nam tích thanh niên nam nữ ở hiện trường đều không tin là thật khi điệu mua mở màn vang lên bọn họ bắt đầu gân cổ hò hét châu đức long mặc quần áo đỏ dẫn thao tám bạn nhảy đi tới trung tâm sân thể dục cùng với tiết tấu bắt đầu nhảy múa. Trương đại quan nhân quay lại đài chủ tịch, mấy lãnh đạo ở đằng kia đang trâu đầu ghé tai, đám lãnh đạo này tuổi dẫu sao cũng đều là 40-50 cả rồi, đối với ca hát nhảy múa không có hứng thú lắm, hạ bá đạt nói chả hiểu hắn đang hát cái gì. Líu la líu lo, tôi chả hiểu được câu nào. Trần hạo ở bên cạnh bật cười, thị trường hạ, người ta là đang hát tiếng Quảng Đông mà. Chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Cử Thánh Minh nói, người này hình như rất có danh tiếng, tôi trên TV đã nhìn thấy rồi, còn tôi cả ngày nghe hắn hát. Trương Dương tới mời Cử Thánh Minh và Hạ Bá Đạt rời khỏi chỗ ngồi tới sân thể dục, Châu Đức Long biểu diễn hai ca khúc, sau đó chính là phát bóng, cho nên mời các lãnh đạo vào sân. Tình tự của người xem đều đã bị tiếng hát của Châu Đức Long khiến cho trở nên kích động, trong tiếng nhạc rồn rập, Châu Đức Long đột nhiên cởi áo, để lộ ra áo bó màu đen bên trong, sau đó ném lên khán đài, động tác lớn mật này khiến cho hiện trường kích động, mấy nam nữ thiếu niên gào khóc muốn nhảy qua hàng rào lao lên sân khấu, cảnh sát đã nghiêm trận chờ đợi lập tức đuổi về. Hạ bá đạt và cử thánh minh nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu, cử thánh minh nói, già rồi, tôi không tiếp nhận nổi thứ này. Trương Dương cười nói, truy tinh tộc tộc theo đuổi ngôi sao Trung Quốc đột nhiên biến thành có 57 dân tộc rồi. Khiến cho hạ bá đạt và cử thánh minh buồn bực là, khi hai người bọn họ đi lên trung tâm sân khấu thì hiện trường vang lên tiếng huyết gió, có một số người xem không khách khí kêu lên, xuống đi, xuống đi, chúng tôi muốn xem Châu Đức Long. Trương Dương chỉ coi như không nghe thấy, nhưng trong lòng thì lại xấu hổ không thôi, xem ra mời sao đến cũng có tác dụng phụ, trong mắt đám truy tinh tộc này trừ ngôi sao ra thì không còn có ai nữa. Người dẫn chương trình dùng giọng nói đầy kích động giới thiệu hai vị lãnh đạo, nhưng hiện trường vẫn không ngừng vang lên tiếng huyết gió, Trương Dương biết làm loạn chỉ có số ít người, nhưng ở hiện trường có hơn 3 vạn người, biết đi đâu bắt những phần tử quấy rối ra. Cử Thánh Minh nói khẽ thị trường hạ, chúng ta không phải là nhân vật chính. Mau xuống đi thôi, hai người vốn đều chuẩn bị phát biểu, nhưng thấy cục diện ở hiện trường, biết rằng bọn họ không được hoan nghênh, cho nên liền vứt bỏ ý định phát biểu. Lúc này khúc hành quân của vận động viên vang lên, đội bóng đá ngôi sao Hong Kong và đội bóng đá nữ của Bình Hải vào sân, cho dù đây chỉ là ngôi sao tuyến 2 của Hong Kong nhưng so với cử thánh minh và hạ bá đạt thì vẫn nhận được nhiều tiếng vỗ tay hơn. Trương Dương nhìn thấy khâu tử kiện cũng ở bên trong đội ngôi sao, trong lòng thầm buồn cười, khâu tử kiện mặt mà sầu khổ, chuyến đi tới Nam Thích lần này hắn suốt đời không quên, tất nhiên cũng trở thành một lần biến chuyển trọng yếu trong sinh mệnh của hắn. chương 577, Tân Bằng Cố hữu 2 Khi Trương Dương bắt tay với khâu tử kiện, ý vị thâm trường nói chúc mừng anh. Khâu Tử Kiện gật đầu, lắc lắc tay Trương Dương một chút, trong lòng của thằng ôn này đầy là nước mắt. Cử Thánh Minh và Hạ Bá Đạt khiêm nhượng, Cử Thánh Minh đá khẽ qua bóng lên trước, Hạ Bá Đạt cũng nhấc chân đá vào quả bóng cao su, y cũng là một người mê bóng đá, có điều chỉ giới hạn ở xem bóng đá, một cú đá này không ngờ lại đá trượt, bóng thì không nhúc nhích nhưng cơ thể lại mất thăng bằng, ngã dập mông xuống sân cỏ. Ở trước mặt hơn ba vạn người mất hết cả mặt mũi, cả sân bóng cười rộ lên mặt Hạ Bá đạt biến thành màu gan lợt, Trương Dương vội vàng chạy tới đỡ y, Hạ Bá đạt cúi đầu, không nói câu nào quay về, trong lòng thầm mắng Trương Dương một lượt, tất cả là vì chủ ý muốn phát bóng của thằng ôn này, nếu không thì mình cũng đâu mất mặt như vậy. Theo sự chính thức bắt đầu của trận đấu, sự chú ý của mọi người rất nhanh liền tập trung lên sân bóng, loại thi đấu này có tính chất biểu diễn quá nặng, khán giả cũng không phải là tới để xem đá bóng, bọn họ là muốn xem minh tinh đội bóng đá ngôi sao Hong Kong và đội nữ Bình Hải rõ ràng là không phải ở cùng một trình độ. Chỉ trong hiệp một đã bị người ta ghi hai bàn. Trước đó Trương Dương đã đặc biệt dặn dò đội bóng đá nữ tỉnh để giảm bảo sự phấn khích của trận đấu. Bọn họ cố gắng khống chế cục diện trận đấu, nói một cách khác có nghĩa là tạo cho đội ngôi sao một số cơ hội. Quả nhiên đội bóng đá nữ bắt đầu áp dụng chiến thuật phòng thủ, nói là phòng thủ nhưng kỳ thật chính là thả, đội ngôi sao Hong Kong nắm lấy cơ hội, Cuối cùng do Khâu Tử Kiện ghi một bàn. Vợ mới cưới Lương Nguyệt Linh của Khâu Tử Kiện ngồi trên khán đài xem hắn thi đấu, nhìn thấy Khâu Tử Kiện ghi bàn, cô ta kích động vạn phần kêu lên, "Tử Kiện, em yêu anh." Nhưng tiếng kêu này cũng không chỉ là của một mình cô ta, mấy trăm cô gái ở sân bóng cũng đồng thời hét lên "Tử Kiện em yêu anh." Trương Dương ở đường biên cười ha ha nói với Vương Chuẩn, "Không tồi, Khâu Tử Kiện này được đấy." Vương Chuẩn nói, hắn trước khi bước vào giới nghệ thuật chính là cầu thủ của một đội bóng hạng 2 của Hong Kong, đá bóng cũng khá. Lúc này Châu Đức Long đã thay quần áo cầu thủ, hắn cũng muốn ra sân, Châu Đức Long vừa ra sân, trên sân bóng lại vang lên tiếng hoan hô, nói thật, một mình hắn đã có thể sánh bằng nhân khí của tất cả minh tinh tuyến 2 của Hong Kong. Vương Chuẩn mỉm cười nói, đợi nghỉ giữa hiệp, Lưu Đức Chính và Tịch Nhược Lâm sẽ biểu diễn, lúc đó không chịu anh động như thế này thôi đâu. Trương Dương gật đầu hài lòng, mục đích của hắn trên cơ bản đã đạt được. Khi nghỉ ngơi giữa hiệp, một màn khiến người ta kích động xuất hiện, khi người dẫn chương trình tuyên bố Lưu Đức Chính và Tịch Nhược Lâm sẽ lên sân khấu, vô số thiếu nam thiếu nữ đều như say như cuồng, bọn họ không dám tin vào loại hạnh phúc này. Hôm nay không những nhìn thấy ngôi sao ca nhạc Châu Đức Long, còn có thể chính mắt nhìn thấy nhân vật cấp đế hậu ảnh đàn của Hong Kong. Lưu Đức Chính dắt tay Tịch Nhược Lâm bước vào sân thể dục, hắn lớn tiếng chào, chào các vị bằng hữu nam tích, các vị có khỏe không? Tôi yêu các bạn. Tiếng hoa hô ở hiện trường vang lên không ngớt, một phe nữ không chịu nổi sự kích thích của hạnh phúc mà không ngờ lại ngất ngay tại chỗ. Cử Thánh Minh lắc đầu nói, người trẻ tuổi hiện tại thật sự là khó hiểu. Y nói xong mới ý thức được ở bên cạnh không có ai ứng tiếng, quay đầu nhìn lại thì phát hiện chỗ ngồi của hạ bá đạt trống rỗng, phó thị trưởng thường vụ Trần Hảo ghé tới nói khẽ thị trưởng hạ không thoải mái nên đi trước rồi, Trần Hạo vốn là muốn vừa cười vừa nói, nhưng gã lại cảm thấy nhắc tới chuyện này mà cười là không hợp lý, người khác sẽ cảm thấy là gã đang chê cười hạ bá đạt, kỳ thật lúc hạ bá đạt ngã, cơ hồ là tất cả các lãnh đạo đều cười, một cảnh vừa rồi quả thật là quá buồn cười. Lúc hạ bá đạt quay lại, tất cả mọi người đều muốn cười, có điều đều cố nhịn. Cử Thánh Minh có thể lý giải hạ bá đạt vì sao muốn đi tước, ở trước mặt hơn ba vạn người ngã một cú, thật sự là quá khó coi. Trương Dương lúc này đã trở lại, hắn đi tới bên cạnh mấy lãnh đạo, mời bọn họ chờ sau khi kết thúc trận đấu thì vào phòng thay đồ hỏi thăm các cầu thủ và chụp ảnh lưu niệm, mấy vị lãnh đạo đều đáp ứng, trận đấu tối nay tổng thể mà nói là rất thành công, so với trong dự đoán còn oanh động hơn, ảnh hưởng rất lớn. Cung Kỳ Vĩ nói với Trần Hạo, thị trưởng Trần, hoạt động tối nay rất thành công, chúc mừng anh. Trần Hạo cười cười, tôi không có công lao gì cả, là công tác tiền kỳ của các vị làm rất tốt. Gã đột nhiên phát hiện mình được phân quản công tác thể dục thể thao cũng có chỗ hay, ít nhất thì áp lực không lớn như trước kia. Hơn nữa sau khi tiếp nhận công tác lập tức được hưởng thụ vinh dự, không thể không thừa nhận thằng ôn này Trương Dương cũng có chút năng lực. Trần Hạo bắt đầu tính toán phải áp dụng sách lược nhất định đối với Trương Dương, nếu có thể khéo léo dẫn dắt, thành tích của hắn cũng chính là thành tích của mình. Vận hội tỉnh nếu có thể tổ chức viên mãn, hắn trên chính tích cũng có thêm một khoản quan trọng, Cử Thánh Minh tuy rằng đối với kính ca nhiệt vũ của ngôi sao cũng không thích thú lắm, nhưng thông qua trận đấu bóng đá ngôi sao này y đã nhìn thấy được năng lực tổ chức của Trương Dương, y bắt đầu có lòng tin đối với việc thành phố Nam Tích có thể tổ chức thành công vận hội tỉnh lần này. Y và Trần Hạo trao đổi một số ý kiến, nhất là cường điệu đẩy nhanh xây dựng các sân thể dục, đồng thời phải chú ý an toàn xây dựng. Trần Hạo biểu hiện rất khiêm tốn, gã cam đoan với Cử Thánh Minh, chính phủ thành phố Nam Thích sẽ đặt việc xây dựng trung tâm thể dục mới lên hàng đầu tuyệt sẽ không chậm trễ khai mạc vận hội tình Khi hiệp 2 bắt đầu, phía Lam Sơn, anh em Thường Hải Long, Tiết Yến, Tưởng Kỳ Vĩ mới đến, bọn họ trên đường gặp kẹt xe cho nên đến chậm thời gian xem thi đấu. Tiết Yến và Thường Hải Tâm cũng đều là fan của Lưu Đức Chính. Hai cô nghe thấy Lưu Đức Chính đã hát xong, đều tiếc rẻ không thôi, có điều lúc trước cũng không biết Lưu Đức Chính cũng tới Nam Tích tham gia trận đấu, nếu không thì hai cô đã đến sớm rồi. Trương Dương dành thời gian đi tới chỗ bọn họ, chào hỏi mấy người, hắn lưu ý thấy Tần Thanh không hề đi cùng tới đây, thường hải tâm cũng từ trong ánh mắt của hắn ý thức được suy nghĩ trong lòng hắn, nói khép phó thị trường Tần Lâm thời có việc, hôm nay không tới được, chị ấy bảo tôi thay chị ấy chúc anh tổ chức hoạt động thành công. Trương Dương cười nói, cô khi nào về giúp tôi cảm ơn cô ấy nhé. Quan hệ giữa hắn và Tần Thanh căn bản không cần phải nói những lời này, chỉ có điều là làm ra vẻ để che mắt người ta mà thôi, Thường Hải Tâm đối với sự ám muội giữa hắn và Tần Thanh cũng biết rõ trong lòng, thấy Trương Dương là cô ta luôn cảm thấy tim đập thình thịch, không nhịn được lại nhớ tới cái đêm mưa gió hôm đó. Thường Hải Tâm không dám nhìn thẳng Trương Dương, Trương Dương cũng nhìn ra vẻ mặt của Thường Hải Tâm có chút kỳ lạ, đoán rằng cô ta nhất định lại nhớ tới chuyện tối hôm đó, Trương Đại Quan nhân sợ người khác nhìn ra giữa bọn họ có gì đó không đúng. Kịp thời quay sang nói với Thường Hải Long, tối nay tôi làm chủ, mọi người đều ở lại đây ăn cơm nhé thường hải long lần này tới là để bàn sinh ý gã đương nhiên sẽ không lập tức quay về tưởng kỳ vĩ thì khác gã xem trận đấu xong thì phải về vì còn có nghiệp vụ quan trọng phải bàn tưởng kỳ vĩ nói tôi tối nay phải về lam sơn rồi phải mời khác ăn cơm trương dương nói hoãn đi ở lại nam tích uống rượu tưởng kỳ vĩ cười khổ nói người làm ăn như chúng tôi đa số thời gian cũng đều là thân bất do kỳ tôi cũng muốn ở lại uống rượu với các anh nhưng chuyện này liên quan tới sự phát triển của công ty tôi nhất định phải đi trương dương nhìn thấy gã quả thật là có việc cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa tiết yến nói trương dương lát nữa có thể giúp tôi xin chữ ký của lưu đức chính không tiết yến là fan của lưu đức chính trương dương cười nói không thành vấn đề chụp ảnh chung cũng được tiết yến hưng phấn không thôi thật ư trương dương gật đầu lúc này hiệp hai đã diễn ra được một nửa Lưu Đức Chính cũng thay quần áo cầu thủ ra sân, không khí trong ngoài sân bóng trở nên nhiệt liệt dị thường. Chỉ từ kỹ thuật mà nói, đội ngôi sao Hong Kong căn bản không thể nào bằng được đội bóng đá nữ Bình Hải. Nhưng Trương Dương lúc trước đã dặn dò huấn luyện viên Lưu Phúc Điền của đội nữ, đám ngôi sao Hong Kong này đều là cầu thủ nghiệp dư, cũng không nên làm họ quá mất mặt. Lưu Phúc Điền lúc ban đầu cũng không nguyện ý, muốn dùng lời chính nghĩ cự tuyệt Trương Dương. Nói anh thế này không phải là bảo chúng tôi đá bóng dở mà nhưng về sau lại đề xuất điều kiện, đá bóng rởm cũng được, có điều phí biểu diễn trên cơ sở phải tăng thêm một vạn, Trương Dương cũng bất lực đối với hắn, một vạn rồng dẫu sao cũng không nhiều, thôi thì đành trả thêm. Có thêm một vạn đồng, các nữ cầu thủ của đội bóng đá nữ đá rất có bố cục, sau khi ghi mấy bản rõ ràng là quay về phòng thủ, không chỉ như vậy còn cố ý giả vờ sơ hở để cho đối phương ghi bàn, nhưng cầu thủ của đội ngôi sao lại quá kém cỏi, mấy lần đối diện với gôn trống đều đá trượt, sau khi lưu Đức chính ra sân, loại tình huống này có chút thay đổi, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cuối cùng cũng đổi tỷ số thành bạc 4, tranh lệch một bàn cũng không tính là khó coi. chương 577, Tân Bằng Cố Hữu 3 Thật ra trên sân tuy có nhiều khán giả, nhưng người thực sự xem bóng đá lại chả có là bao, đa số mọi người đều là tới xem ngôi sao, thường thường khi đội bên Hong Kong có bóng, trên khán đài lại bắt đầu hô na hô, ho. khi đội bóng đá nữ có bóng, ngược lại chẳng có ai hò hét gì, Chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Cư Thánh Minh đối với điều này cảm thấy rất tức chế, bất mãn than thở thật sự là không thể nào hiểu được. Rõ ràng là sân nhà của chúng ta, sao bọn họ không cổ vũ? Cung Kỳ Vĩ cười nói, Chủ nhiệm Cư, người thực sự tới xem bóng đá làm gì có mấy ai, đa số là tới xem Minh Tinh thôi. Cư Thánh Minh nói, Minh Tinh, tôi thấy là Đại Tinh Tinh mới đúng. Mọi người ở xung quanh đều bật cười. Lúc này Trương Dương đi tới mời mấy vị lãnh đạo tới phòng nghỉ gặp mặt cầu thủ ngôi sao, bắt tay chụp ảnh lưu niệm. Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên liền có fan vượt hàng rào bất chấp tất cả chạy vào trong sân, may mà biện pháp an toàn trước đó đã được chuẩn bị kỹ càng, cảnh sát sớm đã có chuẩn bị đối với những hành động điên cuồng mà fan nữ có thể làm ra, hộ tống đám ngôi sao Hong Kong này tới phòng nghỉ, vốn định làm nghi thức trao giải cũng đành lâm thời hủy bỏ. Hôm nay cảnh tượng cuồng nhiệt của các fan Trương Dương cũng không ngờ tới, hắn từ đó nảy sinh một ý tưởng, kỳ thật người đại diện của vận hội tỉnh cũng không cần phải mời vận động viên, cũng có thể cân nhắc mời tới một số ngôi sao. Cử Thánh Minh tuy rằng nhìn không quen sự cuồng nhiệt của những fan hâm mộ này, nhưng y cũng không thể không thừa nhận, sức hiệu triệu của những ngôi sao Hong Kong này rất mạnh, trên đường tới phòng nghỉ. Cử Thánh Minh không nhịn được bèn nói, thời đại thay đổi rồi, thanh niên hiện tại thật sự là khác hẳn với chúng tôi. Trương Dương cười nói, ở thời đại của các ông cũng có thần tượng của mình, hiện tại thần tượng cũng thay đổi rồi. Cử Thánh Minh nói, hôm nay nói là xem thi đấu bóng đá nhưng tôi thấy người hiểu bóng đá lại chẳng có mấy ai, toàn là tới xem ngôi sao cả. Trương Dương nói, có hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là bọn họ đồng ý trả tiền vì những ngôi sao này, nguyện ý mua vé vào sân thể dục, đây chính là chỗ thành công của chúng ta, nếu như chúng ta có thể hấp dẫn người dân chủ động mua vé vào trung tâm thể dục mới, tham gia vận hội tỉnh, lần vận hội tỉnh này của chúng ta nhất định sẽ thành công. Cử Thánh Minh gật đầu, Trương Dương nói không sai, chỉ cần có thể hấp dẫn người dân đi vào sân thể dục, chỉ cần có thể hấp dẫn người dân toàn tỉnh chú ý xem TV, chú ý tới vận hội tỉnh, vận hội tỉnh lần này sẽ thành công, muốn đạt được mục đích này, nhất định phải hấp dẫn đủ sự chú ý, muốn cho người dân chú ý tới chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là để một số nhân vật có sức ảnh hưởng gia nhập vận hội tỉnh. Đám lãnh đạo lấy cử Thánh Minh làm đại biểu đều không thích thú gì đám ngôi sao Hong Kong này, nhưng biểu hiện của bọn họ vẫn rất nhiệt tình đây là vì sự cần thiết của chính trị. Phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo ở sâu trong lòng rát khinh thường đám ngôi sao này, chuyện tối hôm qua may mà hữu kinh vô hiểm, nếu không lần phong ba này sẽ gây chấn động cả Bình Hải. Trải qua một đêm kinh hồn hôm qua, đám ngôi sao Hong Kong này cũng quỷ củ hơn nhiều, đối với sự thăm hỏi của các lãnh đạo, biểu hiện của bọn họ cũng rất khiêm tốt, nếu như chuyện lần này ẩm ý lên, phàm là diễn viên liên quan tới chuyện này đều sẽ mất hết thanh danh, sau này ở trong giới nghệ sĩ Hong Kong cũng khó mà có chỗ đứng chân. Cử Thánh Minh đại biểu Ủy ban thể dục thể thao tỉnh Bình Hải tỏ lòng cảm tạ đối với sự phụng hiến của các ngôi sao Hong Kong, cũng tặng cho mỗi một vật kỷ niệm. Trương Dương và Lưu Đức Chính quen biết đã lâu, cười cười bắt tay với Lưu Đức Chính nói, "Lưu tiên sinh lần này có thể đến thật sự khiến tôi cảm thấy rất kinh hỉ, vì để tỏ lòng cảm tạ đối với Lưu tiên sinh, tôi nay tôi xin làm chủ mời anh đi ăn cơm." Lưu Đức Chính tính tình khiêm tốn, Tuy rằng là siêu sao ảnh đàn nhưng lại không hề mắc bệnh ngôi sao, so với đám ngôi sao tuyến hai thì còn có thân hòa lực hơn, Lưu Đức Chính cười nói, "Được, tôi và Trương Tiên Sinh đã lâu rồi chưa nói chuyện, tối nay tôi cũng không vội đi, sáng mai mới lại về Thượng Hải quay phim." Vương Chuẩn giới thiệu Châu Đức Long với Trương Dương, Châu Đức Long đã nghe Vương Chuẩn nhắc tới sự lợi hại của Trương Dương, đối với hắn cũng khá là khách khí, bắt tay Trương Dương nói, "Đã sớm được nghe nói tới tên của chủ nhiệm Trương rồi, hạnh ngộ, hạnh ngộ." nhìn thấy châu đức long là ngôi sao ca nhạc mà cũng khách khí đối với mình như vậy trương dương cũng nảy sinh hào cảm đối với hắn mỉm cười nói điệu nhảy của anh rất tuyệt nhân khí rất cao châu đức long tỏ vẻ khiêm tốn tôi còn kém xa bọn lưu sư huynh ca nghệ và vũ nghệ đều còn rất nhiều chỗ phải học tập trương dương cười nói tối nay đừng đi đâu nhé cùng nhau đi ăn cơm châu đức long mỉm cười nói ngày mai tôi cùng lưu sư huynh tới thượng hải tôi còn phải ký hợp đồng đại diện Tối nay không đi đâu cả. Trương Dương phát hiện chàng thanh niên Châu Đức Long này rất thông minh, là nhân tài có thể đào tạo, so với đám ngôi sao tuyến hai đó rõ ràng là khá hơn nhiều, nhân vật cấp ảnh đế chân chính, ngôi sao ca nhạc chân chính ngược lại đi đâu cũng khiêm tốn và khách khí, đây là biểu hiện của sự dày công tu dưỡng, cũng là hình tượng mà bọn họ muốn thể hiện, trong giới giải trí cũng là nơi chú trọng hình tượng, kinh doanh ra một hình tượng lành mạnh cũng không phải dễ dàng đa số thành viên của đội ngôi sao Hong Kong sau trận đầu là bỏ đi, Nam Thích đã lưu lại cho bọn họ một ấn tượng cả đời khó quên, rất nhiều người thậm chí bởi vì hành vi tối hôm qua mà thay đổi hắn. Khâu tử kiện chính là như vậy, hắn nói rất ít, tối nay hắn cũng không đi, có điều không thể tới chỗ Trương Dương dự tiệc, nguyên nhân rất đơn giản, Bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng đặc biệt an bài tiệc gia đình, bảo khâu tử kiện ra đó, khâu tử kiện vừa mới ký giấy kết hôn với Lương Nguyệt Linh, hôn nhân của hai người đã trở thành sự thật, có tờ giấy đăng ký hết hôn này, Khâu Tử Kiện đối với Lương Tùng không thể không nói gì nghe nấy. Hắn về sau còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí, cho nên không thể không nhìn sắc mặt của Lương Tùng mà làm việc. Khâu Tử Kiện tuy rằng suy nghĩ linh hoạt, nhưng ở trước mặt lão chính khách Lương Tùng này, cũng không có biện pháp gì hay. Trương Dương vốn định mời Cử Thánh Minh cùng nhau ăn cơm buổi tối, nhưng Cử Thánh Minh đối với không có hứng thú ngồi ăn cơm cùng đám ngôi sao Hong Kong này viện cớ ngày mai còn có việc, tối nay phải về Đông Giang ngay. Cử Thánh Minh vừa đi, mấy vị lãnh đạo khác cũng ai có việc này, dù sao trận đấu bóng đá ngôi sao cũng đã kết thúc viên mãn, nhưng công tác quét dọn này liền giao cho Trương Dương. Trương Dương mở tiệc chiêu đãi buổi tối là mang tính chất tư nhân, người tham dự có anh em Kiều Bằng Cử, Lương Thành Long, Thị Duy, Quách Chí Giang, anh em Thường Hải Tâm, Tiết Yến, Vương Chuẩn và ba vị ngôi sao Hong Kong nhà khách hủy ban thể dục thể thao đặc biệt an bài một phòng lớn nhất, bàn này có thể để 20 người đồng thời ngồi ăn. Trước yến hội, Trương Dương đặc biệt tìm đến Vương Chuẩn, lén lút nói chuyện mình muốn mời ngôi sao để đại diện cho vận hội tỉnh. Vương Chuẩn đối với việc này đáp ứng rất thống khoái, tôi thấy Châu Đức Long được đấy. Trương Dương cũng thấy Châu Đức Long không tồi, trẻ tuổi có sức sống, hình tượng bản thân lại rất tốt, còn có đủ nhân khí, có thể hấp dẫn được các thanh niên. Trương Dương nói, anh ta không tồi. Vương Chuẩn nói, chuyện này cứ để tôi lo, cậu thanh niên Châu Đức Long này rất thông minh, có giã tâm, có khát vọng, so với diễn viên bình thường, tầm mắt của anh xa hơn nhiều, cũng không có bất kỳ sở thích bất lương nào, bình thường cũng rất hít sinh hoạt đêm, vừa có thời gian là đi học tập thêm, anh ta muốn trở thành một siêu sao thiên hoàng, tôi rất coi trọng anh ta, chuẩn bị quay một bộ phim cho anh ta. Trương Dương nói, còn phí đại diện, hắn biết Vương Chuẩn là một thương nhân đeo biển đạo diễn. Vương chuẩn cười nói, với loại quan hệ như chúng ta mà còn phải bàn chuyện tiền nong ư. Phí đại diện chắc sẽ không quá cao, tôi sẽ nói chuyện với Đức Long, hay là thế này đi, tôi vừa rồi không phải đã nói với anh là sẽ quay một bộ phim điện ảnh cho anh ta ư. Đây là một bộ phim bóng đá ảo thuật, nhắm vào đối tượng thanh thiếu niên, phí dụng chế tác rất thấp, phía đầu tư vốn đã bàn xong đột nhiên rút lui. Chủ nhiệm trương, anh quan hệ rất rộng, nếu anh có thể giúp tôi tìm tài trợ, tôi sẽ để Châu Đức Long làm đại sứ hình tượng miễn phí cho vận hội tỉnh của các vị. Vương Chuẩn vừa nói như vậy, Trương Dương cũng bắt đầu động não, giúp Vương Chuẩn lôi kéo tài trợ đống phim không phải là việc gì khó, dẫu sao thì chiêu bài của Vương Chuẩn cũng sờ sờ ra đó, lại thêm có ngôi sao thần tượng Châu Đức Long đóng vai chính, phương diện bán vé chắc không cần phải lo lắng. Trương Dương nói, hay là thế này đi, anh cứ quay một bộ phim chủ đề về vận hội tỉnh của chúng tôi, còn phương diện đầu tư tôi sẽ nghĩ cách. Vương chuẩn cười nói, "Chủ nhiệm Trương à, chủ nhiệm Trương, anh không nên làm lãnh đạo, anh thực ra nên đi làm sinh ý, bản sự có kèm mà cả anh so với tôi còn lợi hại hơn nhiều." Hai người đồng thời bật cười. Tiết Yến và Thì Duy đều là truy tinh tộc, hai người không ngờ Trương Dương có thể mời ba vị ngôi sao hạng nhất lưu đức chính, Tịch Nhược Lâm, Châu Đức Long tới ăn cơm, bộ dạng hưng phấn như trẻ con, hết xin chữ ký rồi lại đòi chụp ảnh chung với bọn họ. Chương 578, tính sổ sau thu 1 trương dương nhắm chuẩn thời cơ nhắc nhở thì duy nói đừng đắc ý quên hình cô như vậy gọi là sùng bái mù quáng bị người ta lừa thì duy chừng mắt nhìn hắn một cái không cần anh quản kiều bằng cử ở bên cạnh không nhịn được bật cười gã nói với trương dương quách người ta còn chưa lo anh lo cái gì hoàng đế không vội mà thái giám đã lo lương thành long cười ha ha theo kiều mộng viện cũng không khỏi mỉm cười trương đại quan nhân xấu hổ mặt không khỏi đỏ bừng lên Kiều bằng cử này nói chuyện cũng quá thiếu suy nghĩ rồi, Trương Đại Quan Nhân đánh trống lảng nói, tôi đây chẳng phải là vì quan tâm đến bạn bè ư. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, không sao, thì Duy cũng không phải là trẻ con nữa rồi, Mộng Tưởng và hiện thực nó ắt biết tự phân rõ, Quách, cậu cũng đừng để bụng nhé. Quách Chí Giang cười cười, hắn thật ra cũng không thích bộ dạng thì Duy theo đuổi ngôi sao, trong lòng không thoái mãi, nhưng lại không dám nói ra, sợ bị thì Duy coi thường. Kiều Bằng Cử hiển nhiên có chút hứng thú đối với tịch nhược lâm, rất nhanh liền đem sự chú ý tập trung lên người tịch nhược lâm, mỉm cười nói, chị tịch so với trên phim còn xinh đẹp hơn, tôi cũng là fan của chị, trước đây thường xem phim truyền hình mà chị đóng. Tịch nhược lâm cười nhạt, cô ta kiên ngạo quen rồi, nhưng cô ta đã biết Kiều Bằng Cử là ai, vị nam tử cao lớn khôi ngô này không chỉ là con cả của bí thư tỉnh ủy Bình Hải Kiều Trấn Lương mà còn là cháu nội của Kiều Lão, nhân vật cấp nguyên lão trên chính đàn trong nước kiêu ngạo cũng phải phân rõ đối tượng, đối với người không bằng mình tất nhiên có thể kiêu ngạo, nhưng đối với loại nhân vật như kiều bằng cử, nếu lạm dụng kiêu ngạo thì chính là ngu xuẩn, là có mắt không tròng, tịch nhược lâm rất tao nhã đáp lại. Cảm ơn sự chú ý của kiều tiên sinh, thật ra trên phim cũng là chỉ là biểu hiện ra mặt tốt nhất của chúng tôi, chỉ là để cho mọi người xem, đời sống của chúng tôi kỳ thật cũng như các anh vậy, rất bình thường. Kiều bằng cử mỉm cười nói, chị tịch thật là khiêm tốt tịch nhược lâm xấu hổ cười cười, lộ ra vẻ rất rụt rè. Sau khi tiệc rượu bắt đầu, mọi người cùng nhau cạn vài chén, rất nhanh liền tụ thành từng vòng, nhiều người như vậy cùng ăn cơm, muốn để tất cả mọi người cùng đàm luận một đề tài hiển nhiên là không thể. Trương Dương sau khi uống hai chén với mỗi người liền cùng Kiều Bằng Cử, Lương Thành Long, Thường Hải Long trụng lại với nhau. Kiều Bằng Cử nói, Trương Dương, tôi và Hà Tiên Sinh đã gặp mặt rồi. Y đám ứng để tôi ra mặt cạnh tranh khu đất sân thể dục, còn phương diện đầu tư thì do y phụ trách. Trương Dương trước đó đã Hà Trường An nhắc về chuyện này, hắn cười nói chuyện này trước mắt vẫn chưa định luận, tôi đã nói chuyện với thị trưởng Trần, bảo gã đi xin quyền bán đấu giá khu đất đó từ thị lý, chắc là phải trải qua thảo luận trên cuộc họp thường ủy và không ít trình tự, cạnh tranh cụ thể vẫn chưa biết còn phải đợi đến khi nào. Lương Thành Long thở dài một hơi nói, Trung Quốc chúng ta làm việc gì cũng phiền phức. Rõ ràng chuyện chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng xong mà lại phải trải qua nhiều trình tự như vậy, hiệu suất thấp như vậy còn nói gì tới cải cách mở cửa, phát triển toàn diện. Thường Hải Long nói, từ lúc lập nước đến nay đã vậy, làm mãi thành quen rồi. Lương Thành Long nói, tôi mặc kệ khu đất nào khi nào thì bán đấu giá, dù sao thì nếu các vị mua được khu đất này thì cũng phải để công trình cho tôi bao làm. Trương Dương cười nói, ái cha, anh lại dính lấy tôi rồi lương thành long nói tôi hiện tại đã phát hiện cậu chính là quý nhân trong số mạng của tôi sau này cậu đi tới đâu thì sinh ý của tôi sẽ làm tới đó cậu làm quan lớn tới đâu thì sinh ý của tôi làm lớn tới đó thường hải long nói chuyện lắp đặt thiết bị thì giao cho tôi kiều bằng cử cười ha ha nói đám người các cậu thật dúng là quan thương cấu kết quan thương cấu kết một cách trần trụi lương thành long nói một cách rất đĩnh đạc cử hiền không ngại người thân có câu không có bỏ cánh cam thì đừng ôm đồ sứ sống, chúng tôi đối với thực lực của mình nếu không có lòng tin thì chúng tôi cũng không dám nói như vậy. Kiều Mộng Viện một mực không lên tiếng lúc này cũng mở miệng, các anh nói như vậy là không đúng rồi, Trương Dương là quan viên chính phủ, làm bất kỳ chuyện gì trước tiên cũng phải nghĩ tới lợi ích quốc gia, còn phải cân nhắc đến cái nhìn của người dân, các anh là bạn bè thì không nên để anh ấy làm vậy, các anh nói nghe rất đĩnh đạc, nhưng trên thực tế thì lại là bước anh ấy mắc sai lầm, nếu thực sự là bạn bè các anh không nên lợi dụng mối quan hệ này nên đường đường chính chính đi cạnh tranh dùng thực lực để nói chuyện đừng để người khác nói ra nói vào mấy người nhìn nhau lương thành long nói một câu bằng cửa em gái nhà cậu sao lại cánh tay hướng ra ngoài thế kiều bằng cử mỉm cười hắc hắc có chút đạo lý có chút đạo lý kiều mộng viện mặt hơi nóng lên mình nhìn thấy đám người này dày hư trương dương cuối cùng cũng không nhịn được đứng ra nói giúp trương dương nhưng như vậy chẳng khác nào là để lộ sự quan tâm của mình đối với Trương Dương." Thường Hải Long nói, con gái trước giờ đều là như vậy, trời sinh hướng ngoại. Đám con cháu quan lớn này đều là hạng tinh minh, nhìn thấu nhưng không vạch trần. Trương Dương cầm chén rượu lên, nói tôi cảm thấy mộng viện nói đúng, nào nào nào, tôi kính các anh hai chén. Sau khi yến hội tối hôm đó chấm dứt, Trương Dương an bài chỗ nghỉ cho mọi người, vốn định gọi mấy người kiều bằng cử, Lương Thành Long Thường Hải Long tiếp tục đi uống thêm một chút, nhưng Kiều Bằng cử lén lúc chuồn ra ngoài đi cưa tịch Nhược Lâm, Thường Hải Long và Tiết Yến cùng với Thường Hải Tâm đi dạo chợ đêm, chỉ còn lại có một mình Lương Thành Long. Lương Thành Long căm giận nói, tất cả đều là hạng trọng sắc khinh bản. Trương Đại Quan Nhân thật ra cũng muốn trọng sắc khinh bạn lắm, chỉ tiếc là Kiều Mộng Viện đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, ngay cả cơ hội nói chuyện phiếm cũng không có, Thường Hải Tâm đi theo anh hai của cô ta dạo phố, trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói chuyện một mình với hắn. Trương Dương nói: đi thôi, hai ta đi uống một chút. Lương Thành Long hít hít mũi nói: ở đây có mùi thịt nướng vậy, thơm quá. Trương Dương chỉ chỉ vào mặt sau ủy ban thể dục thể thao, trong ngõ nhỏ có hàng đồ nướng của người tây bắc cũng không tồi. Đi, tôi mời anh ăn thử. Hai người đi ra cửa sau, lúc đi qua vườn hoa của ủy ban thể dục thể thao, nhìn thấy Thì Duy và Quách Chí Giang cùng nhau cầm vợt tennis tới sân thể dục tennis chơi, hai người cũng rất hứng chí. Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm Trương Dương và Lương Thành Long sau khi tới quán đồ nướng của người Tây Bắc, gọi một cân thịt xiên, một thùng bia, ngồi ở ven đường nướng thịt ăn. Lương Thành Long mở thịt xiên ra, nướng rất lão luyện. Trương Dương nói, thuần thục món này quá nhỉ. Lương Thành Long nói, Thanh Hồng thích ăn món này, chúng tôi trước đây thường ra bên ngoài ăn đồ nướng. Nhắc tới Lâm Thanh Hồng, Lương Thành Long không khỏi có chút sầu não, từng có một độ hắn bắt đầu buông lỏng, chuẩn bị ly hôn cho xong, không thể cứ vĩnh viễn chiến tranh lạnh như vậy được. Nhưng theo thời gian hai người chia tay càng lâu, gã lại phát hiện tình cảm của mình đối với Lâm Thanh Hồng càng lúc càng sâu đậm, Lương Thành Long nói tôi rất nhớ cô ấy. Trương Dương cầm lấy một sâu thịt, cắn một miếng rồi cầm cốc bia ở trước mặt lên tu một hơi, nhớ cô ấy thì đi tìm cô ấy đi, là đàn ông đừng có ẻ à như mấy mụ già, có gì mà phải sợ. Lương Thành Long hỏi ngược lại, cậu cũng đừng chỉ biết nói tôi, cậu và sở yên nhiên thế nào. Trương đại quan nhân nhất thời không biết nói gì, Lương Thành Long cầm chai bia lên chạm cốc với hắn rồi uống một ngụm. Người anh em, cậu nói chúng ta có phải là rất bị ổi không? Khi người khác đối tốt với anh anh lại không biết quý trọng, hiện tại khiến người ta thương tâm rồi, không để ý đến chúng ta nữa thì chúng ta lại vội vàng theo đuổi người ta. Trương Dương nói, anh con mẹ no có bệnh à, Sao tối nay cứ nhắc tới những chuyện không vui? Lương Thành Long cười nói, không nhắc tới nữa, không nhắc tới nữa, chúng ta nói chuyện khác, tôi nghe nói Hải Thiên tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Lương Thành Long, sao anh biết? Lương Thành Long nói, thiên hạ này vốn không có bức tường không lọt gió, Hải Thiên là nơi công cộng, khách ra vào nhiều như vậy, có gió thổi cỏ lay gì tin tức rất nhanh sẽ được truyền ra. Trương Dương thở dài nói, chuyện này thiếu chút nữa tôi gặp họa. Hắn kể lại chuyện tối qua từ đầu chí cuối cho Lương Thành Long. Lương Thành Long nghe xong cau mày nói: Đoàn Kim Long lớn gan như vậy ư? Hắn mà cũng dám dẫn cháu gái của Lương Tùng đến đồn công an ư? Trương Dương nói: Thằng ôn này dám ở sau lưng tôi dở không ít cho mèo. Lần này tôi không thể tha cho hắn được. Kiểu gì cũng phải khiến hắn phải biến khỏi Hải Thiên. Lương Thành Long nói: Hải Thiên nổi tiếng ở Nam Tích là có phục vụ mại dâm trong khoảng thời gian dài như vậy mà đoàn kim long hắn vẫn sống yên, là dựa vào cái gì? Trương Dương nói, ừ nhỉ, là dựa vào cái gì? chương 578, tính sổ sau thu 2. Lương Thành Long cắn một miếng thịt nướng, nói cậu đừng có mà giả bộ hồ đồ với tôi, thật ra trong lòng cậu rõ hơn so với bất kỳ ai, đoàn kim long làm thế mà không xảy ra chuyện, không có bối cảnh thì làm sao có thể. Bởi vì hắn và Cục trưởng Công an Trương Nước Phóng có quan hệ, người khác bị tố cáo, công an nhận được tố cáo sẽ lập tức đi điều tra, nhưng Hải Thiên bị tố cáo, người tố cáo rất nhiều, nhưng cậu có thấy ai đi tra xét không? Cho dù là có người đi tra xét thì bọn họ cũng sẽ nhận được tin tức trước, trước khi cảnh sát đến đã an bài thỏa đáng tất cả, tuyệt đối sẽ không bị nắm thóp. Trương Dương nói, anh có vẻ hiểu rất rõ chuyện của Hải Thiên. Lương Thành Long nói, Trương Đức Phóng này tôi không thích lắm, hắn quá tham, đoàn Kim Long khẳng định cho hắn không ít lợi ích, gái của bộ phận sau na của Hải Thiên có tới hơn 200 đứa, quản lý đại sảnh của Hải Thiên Trung Hải Yến là tình nhân của Trương Đức Phóng, việc này trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, cậu đừng có nói với tôi là cậu không biết đấy nhé. Trương Dương nói, tôi cũng có nghe nói một chút. Lương Thành Long nhắc nhở hắn, cậu muốn động vào Hải Thiên là làm tổn hại tới lợi ích của Trương Đức Phóng, chuyện này cậu phải cân nhắc rõ ràng, tên Trương Đức Phóng này cũng rất có nghề, trước đây khi làm phó cục trưởng cục công an huyện Bảo Hòa, chính là nổi tiếng về ăn hối lộ, sau này tới Đông Giang thì hơi thu liếm một chút. Nhưng sau khi tới Nam Tích, chỉ quy củ được một đoạn, hiện tại. Hắc hắc, Lương Thành Long lợi dụng tiếng cười lạnh để thay cho lời đánh giá. Trương Dương và Trương Đức Phóng vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, Trương Đức Phóng cũng có bối cảnh, cậu hắn chính là bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm cố doãn chi. Trương Dương đối với việc đoàn Kim Long ở sau lưng Vân luôn ôm thái độ hoài nghi, Đoàn Kim Long là một thương nhân không thể lá gan lớn như vậy được, là Trương Đức Phóng làm chỗ dựa cho hắn, trong chuyện Lương Nguyệt Linh bị đưa tới đồn công an, Đoàn Kim Long phải chăng cũng là được Trương Đức Phóng làm chủ. Nếu thật là như vậy, Trương Đức Phóng chính là một tên bất trách bất khấu, hắn đã ý thức được Trương Dương muốn gia nhập vào phạm vi lợi ích của hắn, đã bắt đầu lặng lẽ phản kích. Thạch Thắng Lợi không ngờ Trương Dương lại một lần nữa tìm tới mình, từ lần trước ở Hải Thiên bị Trương Dương đánh cho một trận, Thạch Thắng Lợi đã thật thà hơn nhiều chuyện đó đã khiến cho nhân sinh của gã bước sang một trang mới trên thế giới này có rất nhiều người mà gã không thể trêu vào đến cuối cùng vẫn là phải quỳ xuống trước mặt trương dương cầu xin mới bình ổn được chuyện đó sau khi nhận được điện thoại của trương dương thạch thắng lợi ngay lập tức tới văn phòng của trương dương vẻ mặt tươi cười nói chủ nhiệm trương ngài tìm tôi có việc gì à trương dương nhìn thấy thạch thắng lợi mặt mày tươi cười nhưng ở sâu trong mắt gã vẫn có thể nhìn thấy được sự sợ hãi đối với mình trương đại quan nhân trong lòng an tâm xem ra thằng ôn này cũng biết điều một trận quyền cước đã khiến gã tự biết được giá trị của bản thân mình trương dương nói anh còn nhớ những lời mà lần trước tôi nói với anh không thạch thắng lợi đầu óc không được sáng sủa lắm sờ đầu sờ gáy nói lời gì cơ trương dương nói chuyện đoàn kim long nói cho anh biết quan chỉ tình thạch thắng lợi nhắc tới chuyện này liền hận đến ngứa răng nói đúng vậy nếu không phải hắn tôi sao lại đi đắc tội với ngài cũng không bị ngài. Thạch Thắng Lợi không nói được nữa, bị đánh cũng không phải là chuyện hay ho gì mà nói ra. Trương Dương nói, chuyện này anh định cứ vậy là xong à? Thạch Thắng Lợi nói, tôi đã sớm muốn đánh cho thằng Ôn đó một trận rồi, nhưng ngài không phải là không cho phép ư? Trương Dương cười nói, anh cũng nghe lời nhỉ. Thạch Thắng Lợi ra mặt có dày hơn nữa thì lúc này cũng không khỏi có chút nóng lên, hắn nhận thức được rõ ràng mình thật sự đã sợ Trương Dương. Trương Dương nói, tôi muốn anh ra mặt lấy hải the en. Thạch Thắng lợi ngây ra, gì cơ? Trương Dương nói, tên đoàn Kim Long này ba lần bảy lượt đối nghịch với tôi, khách sạn hải thiên tàng ô nạp cấu, công khai kinh doanh mại dậm, đã trở thành một khối u ác tính của Nam Tích, tôi muốn cắt khối u ác tính này đi, đây cũng là để trừ hại cho dân, phát huy chính nghĩa. Thạch Thắng lợi nói, cái này thì tôi cũng biết, hải thiên nuôi hơn 200 gái, tôi cũng từng nói đến đây thằng ôn này lại cảm giác được là mình nói sai rồi xấu hổ cười nói chủ nhiệm trương anh nói làm thế nào thì tôi sẽ làm thế đó hay là tôi đi tìm đoàn kim long bảo hắn giao lại khách sạn đó cho tôi trương dương ngoác ngoác ngón trỏ với thạch thắng lợi thạch thắng lợi đi tới trước mặt hắn trương dương ghé vào tai y thì thầm vài câu thạch thắng lợi nghe xong mặt mày hớn hở liên tục gật đầu trương dương nói chuyện ngày hôm nay chỉ có tôi và anh biết nếu chuyển tới tai người thứ ba hắc hắc Trương Dương giơ tay lên, một trưởng vỗ vào góc bàn làm việc, cái bàn làm việc đang yên lành bị một trưởng của thằng ôn này làm cho vỡ một góc phẳng lì như bị đau gọt búa khắc. Thạch Thắng lợi sợ tới mức lè lưỡi dài ra cả nửa ngày vẫn chưa rụt lại, áo sau lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Y Jun giọng nói, chủ nhiệm Trương yên tâm, chủ nhiệm Trương yên tâm, tôi nhất định, nhất định sẽ giữ bí mật. Đoàn Kim Long nhìn bán báo cáo tài vụ tháng này, không khỏi nhíu mày, tháng này thu vào giảm mạnh, một là vì xuất ra hơn 30 vạn tài trợ cho trận đấu bóng đá ngôi sao, hai là sau sự kiện ngôi sao Hong Kong chơi gái tập thể lần trước, y không thể không thu liếm hơn nhiều, hiện tại bộ phận sauna đã đóng cửa, mắt thấy có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng lại không thể làm, trong lòng đoàn kim long sao không đau đớn cho được, nhưng ảnh hưởng của chuyện này phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể tiêu trừ được. Lúc nào có thể khôi phục kinh doanh còn phải xem ý tứ của Trương Đức Phóng. Y ngẩng đầu lên, nhìn Trung Hải Yến đang đứng ở trước mắt nói, sự kiện đó giải quyết sao rồi. Trung Hải Yến thở dài nói, Bộ trưởng Lương biết cháu gái là bị khách sạn của chúng ta đưa đến đồn công an, vô cùng căm tức, y đã bắn tiếng muốn đóng cửa Hải Thiên. Đoàn Kim Long nói, sự kiện đó không phải là chủ ý của tôi. Y sau khi làm xong chuyện đó cũng bắt đầu hối hận, Lương Tùng y căn bản đắc tội không nổi, một chiêu mà Trương Đức phóng dậy y, mục đích là để Lương Tùng giận chó đánh mèo chút hết lên đầu Trương Dương nhưng không ngờ chuyện này cuối cùng có thể được giải quyết êm đẹp, mà giữa Lương Tùng và Trương Dương cũng không có nổi lên sóng gió gì, tất cả sự bất mãn của Lương Tùng đều hướng về phía y, ai bảo y đưa Lương Nguyệt Linh đến đồn công an, còn tố cáo Lương Nguyệt Linh bán dâm. Trung Hải Yến nói, Trương Cục khó khăn lắm mới khuyên được Bộ trưởng Lương tạm lắng lửa giận, có điều Bộ trưởng Lương nói chuyện này không thể cứ vậy là xong. Đòi khách sạn của chúng ta xuất ra một số tiền để làm bồi thường phí tổn thất tinh thần cho Lương Nguyệt Linh. Đoàn Kim Long thở dài nói, bao nhiêu tiền? Hắn đòi bao nhiêu tiền? Trung Hải Yến nói, 10 vạn. Đoàn Kim Long nhắm chặt hai mắt lại, đau lòng vô cùng, y thầm mắng mình kém cỏi lần trước xúi dục thạch thắng lợi đối phó Trương Dương, kết quả mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tự dưng mất trắng hơn 30 vạn, lần này vậy mà vẫn không khôn ra, lại bị Trương Đức Phóng lợi dụng, chẳng những đắc tội với lương tùng mà còn phải mất 10 vạn, đã thế lại liên lụy tới bộ phận sau na không được kinh doanh tiếp bài học này thực sự là quá thảm. chương 578, tính sổ sau thu 3. Trung Hải Yến nhìn thấy bộ dạng hiện tại của đoàn Kim Long, trong lòng chẳng những không đồng tình, ngược lại cảm thấy một trận hả hê, tầm mắt của người này quá thiển cận, căn bản không phải là nhân tài làm sinh ý, cô ta đã vô số lần tính toán thử, nếu đã được đoàn Kim Long ra khỏi Hải Thiên, mình chấp trưởng đại quyền, đến lúc đó Hải Thiên sẽ trở thành cửa hàng gia đình của Trương Đức Phóng và cô ta, có Trương Đức Phóng chiếu cố, cô ta cứ yên tâm lớn mật kinh doanh, Trung Hải Yến gọi khẽ một tiếng đoạn tổng. Đoàn Kim Long mở mắt, nói, 10 vạn đồng này tôi chi. Y nói rất khó khăn, nói xong lại dựng một chút rồi mới nói tiếp, cô nói với Trương Cục một tiếng, bộ phân sauna không thể đóng cửa lâu như vậy được, chúng ta sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Y cố ý dùng hai chữ chúng ta, nhấn mạnh quan hệ lợi ích của bọn họ là nhất trí, tổn thất không chỉ là của một mình Y. Trung Hải Yến nói, chuyện này tôi đã hỏi ông ta rồi, ông ta nói rằng bây giờ vẫn chưa thích hợp, phải cố gắng nấu mình. Trương Dương bởi vì chuyện lần trước mà rất tức giận, luôn dò ngó Hải Thiên, có thể sẽ có hành động, chúng ta phải cố gắng thật cẩn thận. Lại là Trương Dương, đoàn Kim Long nghe tới tên của thằng ôn này là lại hận tới ngứa răng. Lúc này bộ phận nhà ăn gọi điện thoại tới, lại là Thạch Thắng lợi dẫn theo 7-8 người tới đây ăn cơm, đoàn Kim Long thật sự rất đau đầu, Phân phó bộ phận nhà ăn cứ chiêu đãi cho tốt, nếu tìm y thì nói là y không có ở đây." Đặt điện thoại xuống, Đoàn Kim Long căm giận nói, hiện tại làm ăn con mẹ nó thực sự là quá khó, các mặt đều phải chiếu cố, tùy tiện quên thắp một nén hương nào là đắc tội với Bồ Tát, tôi con mẹ nó làm sinh ý hay là làm con cháu người ta đây?" Y không chỉ là bất mãn đối với Thạch Thắng Lợi, trong đó cũng bao gồm cả Trương Nước Phóng, làm chung với Trương Nước Phóng càng lâu Đoàn Kim Long phát hiện cái miệng của người này càng lớn nhưng hiện tại y đã lún sâu vào trong đó rồi, muốn thoát thân cũng không được. Trung Hải Yến ôn nhu nói, đoạn tổng, có thể là trong khoảng thời gian này chuyện suôn sẻ không nhiều, chờ thêm một đoạn thời gian nữa sẽ có chuyển biến tốt thôi. Đoàn Kim Long gật đầu nói, hy vọng là vậy. Sau khi Trung Hải Yến cáo từ rời đi, đoàn Kim Long nhìn cái mông đang ngúng người của Trung Hải Yến, trong lòng thầm mắng một câu, tiện nhân Trung Hải Yến chính là quân cờ mà Trương Đức Phóng bố trí ở bên cạnh mình, bất kỳ một hướng đi nào của y cũng sẽ bị trương đức phóng nắm rõ đoàn kim long bỗng nhiên nhớ tới lời nói của trương dương bắt y phải rời khỏi hải thiên có lẽ rời khỏi đây cũng không phải là chuyện xấu trương đức phóng giống như một con quỷ hút máu vĩnh viễn ăn không no mình nếu tiếp tục ở lại hải thiên sớm muộn gì cũng bị hắn hút cạn máu thừa dịp hải thiên còn có giá trị chuyển nhượng nó đi rời khỏi hải thiên rời khỏi nam thích tới một nơi khác khai phá một sự nghiệp riêng cho mình khi trong lòng đoàn Kim Long bắt đầu muốn bỏ cuộc thì một chuyện không tưởng được đã phát sinh. Thạch Thắng Lợi và bảy tên bạn của hắn buổi trưa sau khi ăn cơm ở Hải Thiên tất cả đều bị ngộ độc thức ăn, cả đám miệng sùi bọt mép ngất xỉu ngay tại chỗ. Đoàn Kim Long nghe thấy tin tức này, thiếu chút nữa cũng té xỉu, vội vã chạy tới hiện trường, Trung Hải Yến đã chạy tới bộ phận nhà ăn y, bên ngoài truyền tới tiếng còi xe cấp cứu. Đám người Thạch Thắng Lợi tất cả đều nằm trên mặt đất, cả đám mặt xanh lét, môi tím, miệng sùi bọt mép, trong phòng khắp nơi đều là đồ họ nôn ra, mùi khó ngửi tới cực điểm. Đoàn Kim Long thất kinh đi tới bên cạnh Trung Hải Yến, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trung Hải Yến cũng hoa dung thất sắc, cô ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đám người Thạch Thắng Lợi tới đây ăn cơm, ăn rồi thì xảy ra chuyện. Nhân viên cấp cứu sau khi tới hiện trường, lập tức quyết định đưa bọn họ tới bệnh viện. Thạch Thắng Lợi nằm ở đó, nhớ tới cuộc đối thoại bí mật giữa y và Trương Dương. Trương Dương mỉm cười đưa cho y một cái bình, chỉ cần anh bỏ thứ này vào trong rượu thì các anh sẽ có triệu chứng bị ngộ độc thức ăn, tới bệnh viện có cha cũng không ra. Thạch Thắng lợi nói, tôi sẽ không bị độc chết chứ. Trương Dương nói, không sao đâu, chỉ có biểu hiện như bị bệnh thôi, thân thể có chút khó chịu nhưng không quá nặng, sau 6 tiếng tự dưng sẽ khôi phục lại như bình thường, có điều để biểu hiện chân thực một chút, các anh có thể sẽ phải rửa ruột. Thạch Thắng Lợi có chút do dự nói, có chắc là không bị người ta phát hiện ra không? Trương Dương nói, tôi thử cho anh xem nhé, anh yên tâm đi, đảm bảo không ai nhìn ra được đâu. Suy nghĩ của Thạch Thắng Lợi trở lại hiện thực, y nhìn thấy nhân viên hộ chạy đi chạy lại bên cạnh mình, một cô hộ sĩ vội vàng đo huyết áp cho y, mặt mũi không tồi, ngực to, nếu cổ áo trễ hơn một chút thì tốt. Hộ sĩ tựa hồ như từ trong ánh mắt của Thạch Thắng Lợi nhìn ra gì đó, vội vàng kéo cổ áo đoàn kim long đầu đầy mồ hôi đi tới, vẻ mặt cầu xin vẻ mặt cầu xin kêu lên, thạch lão đệ, thạch lão đệ. Thạch thắng lợi giả bộ hít thở khó khăn, dùng ngón trỏ chỉ vào đoàn kim long, mày. Mày hại tao. Đoàn kim long khóc không ra nước mắt, tôi không có, tôi thề là tôi không làm vậy. Xe cấp cứu chở 8 người bị ngộ độc thức ăn tới bệnh viện nhân dân số 2 ở gần nhất để cấp cứu. Tin tức thạch thắng lợi bị ngộ độc thức ăn rất nhanh liền được truyền tới chỗ cha gã, Lúc này Bí thư khu ủy Thiên Hối Thạch Trọng Hằng đang họp khu lý, nghe thấy tin tức này lập tức biến sắc, y chỉ có một đứa con, tuy rằng không ra gì, nhưng cũng là một khúc thịt trong người, nghe nói bị ngộ độc thức ăn ở Hải Thiên, hiện tại tính mạng đang bị đe dọa, y lấy đâu ra tâm tư mà họp nữa, đứng dậy rời khỏi hội trường. Những cán bộ của khu lý đang họp từ vẻ mặt kích động của Bí thư khu ủy cảm thấy được gì đó, sau khi hỏi rõ tình huống, cục trưởng vệ sinh khu và trạm trưởng trạm phòng dịch khu lập tức tự mình dẫn đội tới Hải Thiên kiểm tra tình trạng thực phẩm. Cục trưởng phân cục công an khu Lâm Quang Minh cũng có hành động, không thể không hành động được, lần này Hải Thiên xảy ra chuyện lớn rồi, con trai của bí thư khu ủy không ngờ bị ngộ độc thức ăn ở chỗ của bọn họ, nếu thạch thắng lợi thật sự có ba giải hai ngắn gì, 10 cái Hải Thiên cũng không đủ mà đền. Loại chuyện này căn bản không cần bí thư khu ủy lên tiếng, khu trưởng khu thiên hối Phùng Quốc Minh ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế khách sạn Hải Thiên ngừng kinh doanh chỉnh đốn, khi nào điều tra ra rõ nguyên nhân của sự việc, tìm được người chịu trách nhiệm thì lúc đó mới được mở cửa kinh doanh lại. Thạch Thắng lợi lần này quả thực xuất lực không ít, tư vị rửa ruột không dễ chịu gì, bảy tên bạn của gã bình thường cùng gã ăn uống hát hò quen rồi, không ai ngờ được có đi ăn cơm thôi mà cũng gặp phải chuyện xui xẻo như thế này, bọn họ đương nhiên không biết tất cả là do Thạch Thắng lợi động tay động chân, càng không biết người thực sự đứng sau màn này là Trương Dương. Bí thư khu ủy khu thiên hối Thạch Trọng Hằng khi tới bệnh viện thì vợ y là Trần Phượng Lan đã đến rồi, đang ngồi cạnh giường bệnh của con trai mà khóc. Thạch Thắng Lợi lúc này sắc mặt rất khó coi, thân thể cũng khó chịu không nói nên lời, tư vị rửa ruột này đúng là khổ sở vô cùng, gã cảm thấy mình lần này dùng tinh thần không biết sợ phụng hiến cho Trương Dương một lần, có điều cũng cảm thấy đồ ăn vào lần này có chút không giống như lần trước Trương Dương đưa cho gã, chắc là liều lượng lớn hơn một chút, không những nôn mửa không ngừng mà còn sùi cả bọt mép bên dưới cũng đi ngoài không ngừng, cả người hư nhược tới mức không còn chút sức lực nào. Gã nhìn ông già mình, bộ dạng vô cùng đáng thương, nhưng không có sức mà nói chuyện. Thạch Trọng Hằng chỉ vào gã, nói: "Mày đó." Trần Phượng Lan không ngừng lau nước mắt nói: "Lão Thạch, ông đừng mắng nó nữa, nó đã thành như thế này rồi, suýt nữa thì mất nửa cái mạng đó." Chương 579: Bước chó vào ngõ cụt. Bác sĩ phụ trách chữa trị đi tới gặp Thạch Trọng Hằng nói với y, bí thư thạch, may mà được cứu đúng lúc, tám người bọn họ chắc là không có chuyện gì, chỉ cần ở lại viện quan sát 24 tiếng là có thể xuất viện rồi. Thạch Trọng Hằng nghe nói con trai không sao mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi trong lòng chấn định lại, lập tức nghĩ tới chuyện này có chút kỳ quái, đang yên đang lành sao lại bị ngộ độc thức ăn. Thạch Trọng Hằng hỏi, bác sĩ, có thể tra ra bọn họ vì sao mà chúng độc không? Bác sĩ nói, chắc là có liên quan tới đồ mà họ ăn buổi trưa, Tôi vừa hỏi bệnh nhân rồi, bọn họ buổi trưa tất cả đều ăn đồ mà khách sạn Hải Thiên cung cấp. Nguyên nhân chúng độc cụ thể còn cần tra xét từ Hải Thiên. Trần Phượng Lan khóc nước nở nói: đã nói với con rằng đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, đừng có cả ngày ăn cơm ở bên ngoài. Hiện tại thì hay rồi, ăn đến nỗi nằm viện đây này. Thạch Trọng Hằng nhíu mày, đi ra ngoài cửa, y nói với thư ký ở bên cạnh, phía Hải Thiên có tin tức gì chưa? Thư ký nói khẽ: bí thư Thạch khu trưởng Phùng đã cho người niêm phong Hải Thiên, trước khi trách nhiệm lần này chưa được điều tra rõ thì sẽ không cho bọn họ mở cửa kinh doanh. Thạch Trọng Hằng hừ một tiếng, nói, mở cửa kinh doanh ư. Thư ký từ trong câu này của y lập tức phát giác được ý tứ của y, xem ra lần này Hải Thiên có 89 phần 10 là xong rồi. Thạch Trọng Hằng ngoài miệng không nói gì, nhưng ở sâu trong lòng lại luôn rất bao bọc con trai, Hải Thiên lần này chỉ sợ là không thể nào lật mình đoàn kim long và trung hải yến cùng nhau vội vàng chạy tới bệnh viện trong tay trung hải yến đang cầm một bó hoa tươi hai người bọn họ đều rất kinh hãi dù sao hải thiên cũng đại biểu lợi ích chung của bọn họ hôm nay chuyện của thạch thắng lợi căn bản chính là ngoài ý liệu khu lý đối với hải thiên sẽ áp dụng cách xử trí gì đoàn kim long không dám nghĩ y chỉ cầu đám người thạch thắng lợi bình an vô sự nếu không y thật sự bị đánh rơi xuống địa ngục vĩnh viễn không thể lật mình nhìn thấy thạch trọng hằng đứng ở ngoài phòng cấp cứu đoàn kim long do dự một chút rồi vẫn kiên trì đi tới cung kính gọi một tiếng bí thư thạch thạch trọng hằng chẳng buồn nhìn y lấy một cái rút một điếu thuốc lá ra châm nhìn thấy thạch trọng hằng không thèm để ý tới mình đoàn kim long xám xịt lui xuống y và trung hải yến cùng nhau đi vào phòng cấp cứu tới trước mặt thạch thắng lợi trung hải yến đặt bó hoa lên đầu giường nhưng lại bị trần phượng lan cầm lấy ném đi trung hải yến quẫn đến mức mặt đỏ bừng đoàn kim long nói thạch phu nhân bà yên tâm, tất cả phí dụng trị liệu sẽ do chúng tôi gánh vác. Trần Phượng Lan mắt đỏ bừng nói, cút ra ngoài cho tôi, gánh vác ư. Sự khổ sở mà bọn trẻ phải chịu anh có gánh vác nổi không? Sau này bọn chúng nếu có di chứng gì, anh gánh vác nổi không? Đoàn Kim Long trong lòng bực bội vô cùng, con mẹ nó, bà thương tâm, bà ủy khuất, tôi con mẹ nó có ủy khuất thì biết tìm ai mà nói đây. Con trai bà chính là một tên vô lại, cả ngày ở khách sạn của tôi ăn chùa chơi chùa, hiện tại nó ăn bị chút xíu bệnh, nợ gì cũng tính lên người tôi, tôi con mẹ nó sao mà xui xẻo thế. Trung Hải Yến kéo kéo tay áo của đoàn Kim Long, hai người ủ rũ đi ra ngoài. Khi ra khỏi cửa thì lại gặp phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo, thạch thắng lợi là cháu ngoại của gã, xảy ra chuyện lớn như vậy, gã đương nhiên phải tới thăm. Đoàn Kim Long liên tục bị bơ mấy lần, lần này không dám chủ động chào hỏi Trần Hạo nữa, nhưng y không nói thì trần hảo cũng không thể tha cho y chỉ vào đoàn kim long nói đoàn kim long thế này là sao hả hải thiên ba ngày hai lượt xảy ra chuyện người quản lý khách sạn như các anh coi sinh mạng của khách hàng là trò đùa ư tôi nói cho anh biết anh phải gánh trách nhiệm hình sự đấy đầu đoàn kim long cúi càng thấp hơn thoát nhìn giống như một con tôm y hận không thể tát cho mình vài cái khách hàng ư thạch thắng lợi ở hải thiên của tôi đã phải mất một xu nào chưa mỗi lần hắn đến tôi đều chiều hắn như ông nội, chỉ sợ làm không tốt để rồi đắc tội với hắn, nhưng như vậy mà cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này, đoàn kim long tôi đã đắc tội với ai? Vì sao ông trời lại nỡ đẩy tôi vào đường cùng? Đoàn kim long lên xe, ngồi xuống ghế phụ, y ngay cả sức để lái xe cũng không có. Sắc mặt của Trung Hải Yến cũng rất khó coi, lấy ra một bao thuốc lá, tự mình châm một điếu rồi lại rút một điếu đưa cho đoàn kim long, hai người không ai nói gì, an vị ở trong xe lặng lẽ hút thuốc. Hút xong một điếu, tình tự của Trung Hải Yến mới ổn định hơn một chút, cô ta lấy điện thoại cầm tay ra nói, tôi ở bệnh viên số 2 cũng có vài người quen, để tôi gọi cho họ nghe ngóng tình huống. Đoàn Kim Long nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trung Hải Yến gọi điện thoại cho bác sĩ quen biết, sau khi hỏi xong, gác điện thoại, nói với đoàn Kim Long, cũng may, 8 người bọn họ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Đoàn Kim Long nói, không bị nguy hiểm tới tính mạng ư. Suốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ánh mắt y có chút dài dài. Trung Hải Yến nói, nói là ngộ độc thức ăn, tình huống cụ thể vẫn chưa tra ra. Đoàn Kim Long nói, đồ ăn của chúng ta chắc không có vấn đề, buổi chưa có nhiều người ăn cơm như vậy, vì sao chỉ có bọn họ xảy ra vấn đề. Y lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh được hơn một chút, phát hiện bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trung Hải Yến nói, đoạn tổng, chuyện này tôi thấy rất khó giải quyết. Đoàn Kim Long lại trầm mặc, y cũng biết, cho dù trong đó có điều gì mờ ám thì y cũng vẫn phải nhận, Thạch Trọng Hằng chính là bí thư khu ủy khu thiên hối, Hải Thiên ở địa bàn của khu thiên hối, lần này đắc tội với Thạch Trọng Hằng có nghĩa là Hải Thiên rất có khả năng sẽ đi đời. Trung Hải Yến có chút đồng tình nhìn đoàn Kim Long, về trước đã rồi tính. Bọn họ lái xe tới trước cửa Hải Thiên, phóng viên đã chờ sẵn ở ngoài cửa lớn ùa tới, Đoàn Kim Long bị trận thế trước mắt dọa cho giật cả mình, y thật sự không ngờ chuyện này có thể khiến cho giới truyền thông chú ý như vậy. Trung Hải Yến muốn chạy trốn nhưng lại bị mấy phóng viên vây lấy, "Chị Trung, xin hỏi chị thấy sự kiện buổi trưa hôm nay khách hàng bị ngộ độc thức ăn như thế nào?" Trung Hải Yến mím môi kiên trì không nói gì. Đoàn Kim Long cũng rơi vào trong vòng vây của phóng viên, có phóng viên không ngừng chụp ảnh y, có người thì nói, "Đoạn tổng xin hỏi hải thiên của các ông thân là khách sạn cấp 5 sao mở sớm nhất ở Nam Tích lại xảy ra sự kiện ngộ độc thức ăn, ông muốn nói gì với công chúng? Đoàn Kim Long muốn đẩy tên phóng viên kia ra thì lại có microphone đưa tới, đoạn tổng, nghe nói hải thiên bị tình nghi cung cấp phục vụ mại dâm, không biết chuyện này có thật hay không? Đoàn Kim Long bỗng nhiên nổi điên lao tên, một quyền đấm vào giữa mặt tên phóng viên kia, tên phóng viên đó ôm mũi ngã xuống đấy, từ giữa cái tay máu trào ra, tiếng thét chói tai của Trung Hải Yến ở phía sau truyền đến, hiện trường trở nên hỗn loạn. Trương Đức Phóng ngồi trên salon, lặng lặng xem hình ảnh tin tức trên TV, đoàn kim long trên màn hình đã mất đi lý trí, y giật lấy máy ánh của phóng viên ném mạnh xuống đất rồi hướng về phía màn hình chửi to chụp cái con mẹ này. Trung Hải Yến tắm rửa xong, mặc áo tắm đi tới bên cạnh Trương Đức Phóng, trên người mang theo một mùi thơm ngát thoang thoảng. Cô ta liếc màn hình tivi một cái rồi thở dài nói, anh chưa nhìn thấy cảnh chiều nay thôi, mấy chục phóng viên hùa nhau kéo tới, cái gì cũng hỏi, toàn bộ đều là ngôn luận bất lợi nhắm vào Hải Thiên, đoàn Kim Long tức giận mất lý trí cũng là bình thường. Trương Đức Phóng nói khẽ, không bình thường đâu. Trung Hải Yến có chút kinh ngạc nhìn Trương Đức Phóng. Trương Đức Phóng nói, nhiều phóng viên như vậy toàn bộ đều tới Hải Thiên phỏng vấn, cơ hồ giới truyền thông chủ yếu của thành phố Nam Tích đều xuất động, ai có năng lực như vậy. Trung Hải Yến hít một hơi lạnh, anh là nói. Bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng. Trương Đức Phóng gật đầu nói, nhất định là hắn, hắn bởi vì chuyện của Lương Nguyệt Linh mà hận đoàn Kim Long, Hải Thiên lần này gặp chuyện không may, hắn muốn thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu, muốn dồn Hải Thiên vào chỗ chết. Trung Hải Yến nói, vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Hải Thiên chẳng lẽ xong rồi ư? Trương Đức Phóng nói, khu trưởng khu thiên hối Phùng Quốc Minh đã hạ lệnh niêm phong Hải Thiên, hiện tại giới truyền thông liên tục phát tin tức bất lợi đối với hải thiên muốn xoay chuyển cục diện đã là điều không tưởng trung hải yến nói nhưng đồ ăn của hải thiên chắc không có vấn đề gì bọn em đối với chất lượng đồ ăn vẫn luôn rất chú ý sao có thể xuất hiện chuyện ngộ độc thức ăn trương đức phóng nói thạch thắng lợi là nhân vật như thế nào một tên nhị thế tổ một tên vô lại mà thôi hắn có chuyện gì mà không làm được trung hải yến chúng ta không đắc tội với hắn mỗi lần đều là dùng rượu ngon thức ăn ngon cúng cho hắn ngay cả hắn tới bộ phận sau na chơi gái cũng chưa đòi của hắn một xu hắn vì sao lại muốn hại hải thiên trương đức phóng nói anh không có chứng cớ bọn em cũng không tìm ra được chứng cớ là thạch thắng lợi có phải cố ý hãm hại hải thiên hay không cái này không ai biết được anh chỉ là có chút hoài nghi trương dương có liên quan tới chuyện này trương dương ư sao lại vậy trương đức phóng nói hắn sớm đã bắn tiếng rồi muốn đuổi đoàn kim long ra khỏi hải thiên chuyện của quan chỉ tình cũng đã trôn xuống cửu hận lần này sự kiện ngôi sao hong kong chơi gái tập thể càng khiến cho hắn căm tức giữa hắn và lương tùng cũng không nảy sinh mâu thuẫn gì chắc chắn là bọn họ nhìn ra mục đích của đoàn kim long cho nên bọn họ đã nghĩ biện pháp để đối phó hải thiên thạch thắng lợi chỉ là quân cờ trong đó mà thôi trung hải yến nói nhưng hiện tại phải làm sao bây giờ nếu tất cả thật sự là do bọn họ làm hải thiên sẽ ra sao Trương Đức Phóng nói khẽ, Hải Thiên xong rồi, chúng ta phải buông tay, nếu đoàn Kim Long còn có lý trí, y cũng nên lập tức buông tay. Trung Hải Yến có chút không cam lòng nói, chúng ta bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, khó khăn lắm mới kinh doanh Hải Thiên được tới cục diện hiện tại, chẳng lẽ cứ như vậy dâng lên cho người khác. Trương Đức Phóng nói, chuyện ngộ độc thức ăn nhất định sẽ bị giới truyền thông tiến hành mở rộng vô hạn, phía khu thiên hối cũng sẽ không bỏ qua cho Hải Thiên, đoàn Kim Long hiện giờ bốn bề thọ địch, hắn nếu không buông tay thì chỉ có con đường chết. Đoàn Kim Long ngồi trong xe, lặng lặng nhìn biển hiệu của Hải Thiên, bãi đỗ xe ban ngày còn náo nhiệt phi thường hiện giờ đã trở thành không còn một bóng người. Trên cửa lớn của Hải Thiên đã treo biển ngừng kinh doanh để chính đốn, đoàn Kim Long muốn lấy thuốc, nhưng phát hiện hộp thuốc của y đã cạn sạch, đẩy cửa xe bước xuống, tới bộ phận bán thuốc và rượu ở bên cạnh khách sạn, lấy ra 100 nhân dân tệ, cho một hộp trung hoa. Ông chủ cửa hàng nhận ra y, có chút kinh ngạc nói, đoạn tổng, vẫn chưa về à. Đoàn Kim Long gật đầu, không nói gì. Ông chủ cửa hàng quan tâm hỏi, sao đang yên đang lành lại ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Lúc nào mới có thể khôi phục buôn bán. Hắn quan tâm Hải Thiên không phải là không có nguyên nhân, dựa núi ăn núi dựa nước ăn nước, sinh kế của hắn bình thường toàn nhờ cả vào Hải Thiên. Hải Thiên một khi đóng cửa, hắn cũng mất đi nguồn sinh ý chủ yếu. Đoàn Kim Long vẫn không nói gì, châm một điếu thuốc lá rồi đi ra ngoài, đi ra tới ngoài cửa, một trận gió lạnh thổi tới, y kéo chặt áo, nhìn bầu trời đêm tối đen, thế giới của y tựa hồ cũng biến thành màu tăm tối. Đoàn Kim Long đứng ở trong bãi đỗ xe của khách sạn, vừa hút thuốc vừa nhìn Hải Thiên trong bóng đêm, tựa hồ đang cân nhắc gì đó, nhưng trong đầu lại là một đống lộn xộn, căn bản không biết mình đang nghĩ gì. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, từ ngôi sao Hong Kong chơi gái tập thể đến thạch thắng lợi bị ngộ độc thức ăn, chuyện này nối tiếp chuyện kia phát sinh ở Hải Thiên, khiến y căn bản không có nổi cơ hội để thở. Buổi chiều hôm đó đám phóng viên vây công khiến y nhìn thấy lực lượng cường đại của dư luận. Y không phải là kẻ ngốc, y biết rõ rốt cuộc là điều gì đã dẫn tới hậu quả này. Đây là bởi vì y đắc tội với Bộ trưởng Tuyên truyền thị ủy Lương Tùng. Hiện tại đoàn Kim Long cuối cùng cũng ý thức được được mình đã bị hủy trong tay Trương Đức Phóng. Y căn bản là không nên đưa Lương Nguyệt Linh đến đồn công an, lại càng không nên tố cáo cô ta bán dâm, Trương Đức Phóng đã nghĩ ra cho y một chủ ý xấu, muốn lợi dụng loại phương pháp này để khơi mào mâu thuẫn giữa Trương Dương và Lương Tùng, nhưng kế hoạch của bọn họ hiển nhiên đã thất bại. Lương Tùng chẳng những không đối phó Trương Dương, ngược lại còn tính hết món nợ này lên đầu mình, y giã bị Trương Đức Phóng gài bẫy. Sự kiện thạch thắng lợi bị ngộ độc thức ăn đã hoàn toàn bức y đến tuyệt cảnh, buổi chiều thái độ của bí thư khu ủy thạch trọng hàng đối với y thế nào thì y đã nhìn thấy rõ, Phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo còn uy hiếp y rằng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của y. Chuyện này khiến y đắc tội với nhiều nhân vật có thực quyền của Nam Tích như vậy, muốn trở mình cơ hồ là điều không thể. Cái mà đoàn Kim Long hiện tại cân nhắc đến là trách nhiệm, còn Hải Thiên thì xong rồi. Đoàn Kim Long ép mình phải tiếp nhận sự thật, y đứng cả hai tiếng đồng hồ trong gió đêm, lúc này mới quay về trong xe gọi điện thoại cho Trung Hải Yến. Không đợi Trung Hải Yến lên tiếng, y liền nói khẽ tôi muốn nói vài câu với Trương Cục. Trung Hải Yến do dự một chút, cô ta nhìn thoáng qua Trương Đức Phóng ở bên cạnh. Che điện thoại rồi nói khẽ, hắn muốn tìm anh. Khóe môi Trương Đức Phóng lộ ra một nụ cười lạnh, y vươn tay cầm lấy điện thoại, đoạn tổng đã khuya thế này rồi mà còn tìm tôi có việc à. Quan hệ giữa y và Trung Hải Yến không cần thiết phải kỳ ý đoàn Kim Long, đoàn Kim Long đối với điều này đã biết rất rõ. Đoàn Kim Long nói khẽ Trương Cục, anh hại tôi thảm quá. Trương Đức Phóng nhíu mày, lạnh lùng nói, đoạn tổng, anh có ý gì? Đoàn Kim Long nói, Hải Thiên là tâm huyết của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn nó tiêu tùng, anh giúp tôi một lần đi. Anh giúp tôi một lần đi. Trương Đức Phóng nói, đã nói từ trước với anh rằng làm việc thì phải cẩn thận, nhưng anh vẫn cố tình không nghe, hiện tại tới nước này rồi là anh gieo gió gặt bảo. Nói xong Trương Đức Phóng liền gác máy. Đoàn Kim Long nghe thấy tiếng tít tít trong ống nghe, y giống như một con sư tử nổi giận, gào thét vào điện thoại, Trương Đức Phóng, tao đờ tê cả 18 đời tổ tông nhà mày. Trương Đức Phóng nhíu mày, Trung Hải Yến đi tới bên cạnh y, ôm cánh tay y rồi dựa vào lòng y, nói khẽ, đoàn Kim Long có phải đang ép anh hay không? Trương Đức Phóng khinh thường cười nói, hắn sưng ư. Trung Hải Yến nói, Hải Thiên thật sự không thể vãn hồi được rồi ư. Cô ta đối với Hải Thiên vẫn có cảm tình, nhìn thấy Hải Thiên lưu lạc tới cục diện hiện giờ, ở sâu trong lòng cũng cảm thấy không đành lòng. Trương Đức Phóng nói, lần này phiền toái quá lớn, chọc cho nhiều người tức giận, không ai giúp được Hải Thiên nữa cả. Trung Hải Yến nói, anh không sợ hắn chó cùng rứt dậu, nói hết tất cả mọi chuyện ra ư. Trương Đức Phóng hỏi ngược lại, chuyện gì? Hắn có gì mà nói? Trung Hải Yến nhìn thấy sắc mặt của y đột nhiên biến đổi, bị y dọa cho hoảng sợ, ôm cánh tay Trương Đức Phóng vội vàng nũng nịu, người ta chỉ vui miệng nói ra thôi mà, anh đừng vội nóng giận. Trương Đức Phóng nói, loại người như đoàn kim long chính là đáng bị khinh thường, hắn cũng không nghĩ tới phân lượng của mình, tự dưng lại đi tìm Trương Dương gây phiền toái, lần này thì hay rồi, gặp phải nhiều chuyện như vậy, hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn. Trong lòng Trung Hải Yến hiểu rõ đoàn Kim Long sở dĩ rơi vào hoàn cảnh hiện tại không phải là không có liên quan tới Trương Đức Phóng, ý định ban đầu của Trương Đức Phóng chính là muốn ngư ông đắc lợi, nhưng y không dự liệu được chuyện thạch thắng lợi bị ngộ độc thức ăn, hiện tại chẳng những đoàn Kim Long suối quẩy, hơn nữa còn liên lụy đến toàn bộ Hải Thiên, ý định muốn hoàn toàn khống chế Hải Thiên ở trong tay của Trương Đức Phóng hoàn toàn thất bại. Ở chung với loại đàn ông này, Trung Hải Yến luôn có cảm giác nguy hiểm, một loại cảm giác giống như ở gần vua như chơi với cọp, ngoài mặt y tuy rằng tươi cười, nhưng trên thực tế trong lòng cực lì lạnh lùng tàn nhẫn, sẽ không gánh vác trách nhiệm vì bất kỳ ai, đoàn kim long trước mắt chính là một ví dụ rõ ràng. Khi người ta đang tuyệt vọng thường thường sẽ nhớ tới hai loại người, một loại là bằng hữu tốt nhất của hắn, đoàn kim long trên thế giới này không bằng hữu chân chính, vì thế y chỉ có thể nghĩ tới kẻ địch của mình, y vốn cho rằng mình hận nhất là Trương Dương. Nhưng sau khi gọi điện thoại cho Trương Đức Phóng y mới biết được người mình hận nhất là Trương Đức Phóng. Đoàn Kim Long vẫn đứng đó nhìn Hải Thiên, y bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn rơi lệ, sự nghiệp do một tay mình gây dựng lên cứ vậy bị mất đi một cách không minh bạch, y bắt đầu suy nghĩ mình vì sao lại đến nước này, y ngay từ đầu đã không nên trêu chọc Trương Dương nhưng cho dù không có trương dương y vẫn không thể nào giữ được hải thiên cái miệng của trương nước phóng càng lúc càng lớn đòi hỏi vô độ sớm đã trở thành gánh nặng mà đoàn kim long không thể gánh vác nổi kết quả chỉ chẳng qua là làm giá áo cho y chi cho trương nước phóng nhiều như vậy nhưng khi mình thực sự gặp chuyện y lại vỗ mông lặn mất căn bản không muốn xuất lực cho mình còn cái tên hoàn khố thạch thắng lợi trước đây ở hải thiên ăn chùa uống chùa không ít nhưng cho dù là mình cung phụng hắn như vậy Đến cuối cũng vẫn không có được chút lợi ích nào, sao mày không bị ngộ độc thức ăn chết luôn đi, Đoàn Kim Long căm giận nghĩ. Một tiếng phanh chói tai khiến cho Đoàn Kim Long bừng tỉnh, y ngẩng đầu lên nhìn, thấy một chiếc xe bánh mì màu xám đỗ ở trước cửa Hải Thiên, tay bọn họ cầm gạch đá ném vào cửa sổ của Hải Thiên, tiếng thủy tinh vỡ vụn nghe mà giận cả người. Đoàn Kim Long từ cốp xe lấy ra một cây gậy, điên cuồng lao tới, con mẹ nó, dám đập khách sạn của tao à? gậy của y còn chưa kịp dơ lên đã bị một người nhấc chân đạp cho một cái, sau đó mấy người lao lên chân đá tay đấm, đánh cho đoàn kim long nằm co do ở đó. Đánh chừng hơn 3 phút, đám người đó mới rời đi, đoàn kim long lảo đảo đứng dậy, nhìn cửa sổ đã vỡ nát, nhất thời uất ức bật cóc hu hu, từ lúc chào đời tới nay y chưa bao giờ cảm thấy bi thảm như vậy. Sáng sớm hôm sau khi Trương Dương đi làm liền nhìn thấy đoàn kim long mặt mũi bầm dập, nhìn bộ dạng thảm hại của thằng ôn này, trương đại quan nhân cảm thấy có chút buồn cười có điều trương dương không hề biểu lộ ra vẻ hạnh tai nhạc họa lạnh lùng nói đoạn tổng sáng sớm tìm tôi có việc gì à đoàn kim long gật đầu y tối hôm qua vẫn cứ ở trong xe ô tô suốt một đêm không ngủ tinh thần rất kém ngồi xuống ghế ở đối diện trương dương nói khẽ chuyện của thạch thắng lợi là anh làm trương dương lạnh lùng nhìn y đoàn kim long anh không sợ tôi kiện anh nói xấu người khác à đoàn kim long thở dài nói tôi còn gì nữa đâu mà sợ tôi hiện tại không còn gì cả tôi còn gì mà phải sợ trương dương nói anh định tìm tôi là để nói với tôi những lời này đoàn kim long lắc đầu nói tôi biết anh hận tôi muốn đuổi tôi ra khỏi hải thiên hiện tại anh hài lòng rồi chứ trương dương lạnh lùng cười nói đoạn tổng anh đánh giá cao bản thân quá rồi đấy anh vẫn chưa đáng để tôi phải chú ý như vậy Đoàn Kim Long nói, tôi thừa nhận thạch thắng lợi lúc trước đùa giỡn quan chỉ tình là bị tôi xúi dục, bởi vì tôi hận anh, lúc mới đến Nam Thích, tôi có hảo ý mở tiệc tẩy trần cho anh, nhưng anh lại có thái độ đó với tôi, ở trước mặt nhiều người như vậy, anh khiến tôi mất hết mặt mũi, anh căn bản không hề nghĩ tới sự sĩ diện của tôi, tôi không nuốt trôi được cuộc tức này. Trương Dương gật đầu, cổ vũ đoàn Kim Long nói tiếp, hắn thích nghe người khác nói nói thật đoàn kim long nói nhưng tôi không ngờ thạch thắng lợi lại kém cỏi như vậy không ngờ lại quỳ xuống nhận sai với anh khi đó tôi có chút hối hận vì đã chọc giận anh cho nên anh thông qua trương nước phóng bắt tôi bỏ ra 30 vạn để tài trợ trận đấu bóng đá ngôi sao tôi không chút do dự đáp ứng ngay đám ngôi sao này chơi gái tôi không hề cố ý an bài chuyện đó trở nên ầm ý thì tôi cũng chẳng có lợi gì nếu anh không an bài đám ngôi sao đó ở hải thiên cũng sẽ không xảy ra chuyện này trương dương nói khẽ anh đang nói những lời vô nghĩa đoàn kim long nói anh cho tôi chút thời gian để tôi nói cho hết trương dương tay chống cằm lặng lặng nhìn y đoàn kim long nói chuyện lương nguyệt linh không phải tôi an bài tôi cũng không biết cô ta là trương đức phóng nói cho tôi biết cô ta là cháu gái của bộ trưởng tuyên truyền lương tùng cũng là hắn bảo tôi tố cáo lương tùng bán dâm mục đích của hắn là để khơi mào mâu thuẫn giữa anh và lương tùng khiến lương tùng bởi vì này sự kiện mà giận chó đánh mèo Trương Dương hỏi ngược lại, anh hiện tại đang xúi dục tôi mâu thuẫn với Trương Đức Phóng, anh muốn tôi đối phó với Trương Đức Phóng. Đoàn Kim Long lộ vẻ sầu thảm cười nói, tôi quả thực là rất hận hắn, nhưng tôi không cần phải nói dối, tôi nếu đem chuyện hải thiên phục vụ mại dâm nói ra, mọi người đều xui xẻo. Trương Dương không nói gì, đoàn Kim Long nói không sai, y nếu khai ra hết tất cả, lôi cả chuyện ngôi sao Hong Kong chơi gái tập thể ở hải thiên ra, tất nhiên sẽ làm chấn kinh cả bình hải, có điều như vậy đoàn Kim Long rất có khả năng phải ngồi tù, mà Trương Dương cũng sẽ bởi vì vậy mà phải gánh vác trách nhiệm. Đoàn Kim Long nói, tối hôm qua tôi suy nghĩ cả một đêm, tôi vẫn vứt bỏ ý định cá chết lưới rách với đám quan viên các anh, tôi còn có gia đình, tôi còn có một đứa con gái ngoan ngoãn, tôi thừa nhận, tôi trước giờ luôn kinh doanh mại dâm, nhưng nếu không có Trương Đức Phóng làm chỗ dựa, tôi cũng không dám làm vậy, tiền mà tôi kiếm được cũng có một bộ phận tương đương chui vào trong túi hắn. Trương Dương nói, vì sao không tố cáo hắn? Đoàn Kim Long lắc đầu, tôi không muốn ngồi tù, những lời này tôi chỉ nói với anh thôi, hắn muốn Hải Thiên, Trung Hải Yến là một quân cờ mà hắn mai phục tại Hải Thiên, hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn cướp đi gia nghiệp mà tôi vất vả gây dựng nên. Đoàn Kim Long nói xong những lời này, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, tôi thừa nhận, tôi đã từng chơi ác anh, tôi nhận thua. Tôi tới tìm anh không phải là muốn cầu xin tha thứ. Chuyện đã ẩm ý tới mức này, tôi cũng không thể nào giữ được Hải Thiên nữa, nhưng cục tức này tôi nuốt không trôi, Trương Đức Phóng hắn ném đá xuống giếng, nếu không phải vì hắn, tôi cũng sẽ không biến thành khổ sở như vậy. Trương Dương nói, anh nên hiểu rõ một chuyện, người hại Anh không phải là Trương Đức Phóng, cũng không phải là tôi, lại càng không phải là Thạch Thắng Lợi, Hải Thiên là bị hủy trong chính tay anh. Anh buôn bán kiếm tiền thì không sai, nhưng tiền kiếm phải đường đường chính chính khách sạn Hải Thiên là lá cờ đầu trong ngành khách sạn của Nam Tích, nhưng anh xem anh đã kinh doanh nó như thế nào. Tàng ô nạp cấu, trướng khí mù mịt, nếu anh đi theo chính đồ, luôn dựa vào lương tâm mà làm ăn, ai có thể nắm được thóc của anh. Đoàn Kim Long thở dài nói, anh cho rằng tôi không muốn làm ăn chính đáng ư, anh cho rằng tôi không muốn dựa vào lương tâm mà làm ăn ư, nhưng với xã hội hiện tại, anh kinh doanh một cách đứng rắn, anh không đi theo con đường quan hệ thì có nghĩa là gì? có nghĩa là anh sẽ mất đi tất cả vốn liếng, tôi nếu không đút lót cục du lịch, khách sạn của tôi sao có thể được công nhận là năm sao, tôi không đút lót cục vệ sinh, vệ sinh của khách sạn làm sao qua cửa. Tôi không đút lót cục công an, bọn họ sẽ ba ngày hai lượt tới kiểm tra, tôi không đút lót đội phòng cháy chữa cháy, bọn họ hơi một tí là viết giấy phạt, như vậy thì công sức kinh doanh cực khổ trong mấy tháng trời của tôi sẽ đi tong, ở trong cái xã hội này, hoặc là anh dựa vào quan hệ, hoặc là dựa vào bối cảnh, không có bối cảnh và quan hệ thì chỉ có thể dựa vào tiền. Tôi thừa nhận tôi sai rồi, tôi cho rằng có tiền thì có thể khiến họ hài lòng, nhưng tôi đã đánh giá thấp sự tham lam của họ, quan có hai cái miệng. Đút vào bên trên thì ra bên dưới, vĩnh viễn không có lúc nào ăn nó cả. Tình tự của đoàn Kim Long trở nên kích động. Trương Dương nhìn đoàn Kim Long ở trước mặt, lần đầu tiên này sinh lòng đồng tình đối với hắn, đoàn Kim Long quả thực có nỗi khổ riêng, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do để y rũ được trách nhiệm. Trương Dương nói, đừng đẩy tất cả sai lầm cho người khác, người thật sự sai lầm chính là anh. Đoàn Kim Long gật đầu, tôi thật sự sai rồi, tôi đã phải trả giá vì sai lầm của tôi, chủ nhiệm Trương, tình cảnh hiện tại của tôi đã bốn bề thọ địch, tôi tới tìm anh cũng không phải là cầu sinh anh thương hại tôi, tôi chỉ là muốn nói tất cả những lời ở trong lòng ra mà thôi. Trương Dương nói, nếu đã vậy, sao không giao Hải Thiên cho người khác? Đoàn Kim Long hiểu lầm ý của hắn, tôi sẽ không giao cho Trung Hải Yến, Trương Đức Phóng vẫn luôn muốn nuốt Hải Thiên, cho dù táng ra bại sản cũng sẽ không để cho hắn được như ý. Trương Dương nói, với tình trạng trước mắt của anh, Hải Thiên đã không thể tiếp tục kinh doanh được nữa, thế này đi, tôi cho anh một đường lui, chuyện nhượng Hải Thiên đi, anh cho tôi một cái giá. Đoàn Kim Long nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, nhưng y cũng hiểu những gì mà Trương Dương nói là tình hình thực tế, với tình cảnh của y, Hải Thiên ở trong tay y cũng không thể nào tiếp tục kinh doanh được nữa đoàn kim long nuốt nước bọt, nói, một trăm ngàn. Trương Dương lắc đầu, cũng không nói gì, từ sau khi hắn và viên ba nói về chuyện của Hải Thiên, viên ba đã tìm người tiến hành đánh giá Hải Thiên, chỉ cần giá không cao quá một ngàn hai trăm vạn, viên ba có thể chịu được, đoàn kim long ra giá không cao, nhưng Trương Dương am hiểu nhất là đạo cháy nhà hôi của. Hiện tại đoàn kim long đoàn kim long đã tiếp cận tuyệt vọng, nếu Trương Dương không ra tay lôi y ra khỏi khốn cảnh, chỉ sợ Hải Thiên sẽ càng ngày càng mất giá trị, Huống chi mấy năm nay Đoàn Kim Long ở Hải Thiên cũng chẳng làm được mấy việc tốt. Y phải trả giá cho những gì mà mình đã làm. Đoàn Kim Long nhìn thấy Trương Dương không nói gì, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, y nói khẽ 800 vạn, đây là giá chót rồi. Trương Dương nói, 600 vạn, đây là giá cao nhất mà người khác có thể trả. Đoàn Kim Long cắn môi, một lúc sau mới nói, riêng tiền bỏ vào để trang trí lắp đặt thiết bị đã hơn 300 vạn rồi. Trương Dương nói, cho dù cho anh 800 vạn anh cũng phải mang tiền đi để giải quyết chuyện của Thạch Thắng Lợi. Hắn đã huyền truyền tỏ ý với đoàn Kim Long, chỉ cần y đáp ứng phí chuyển nhượng 600 vạn, phiền toái của Thạch Thắng Lợi sẽ do hắn phụ trách giải quyết. Đoàn Kim Long đau khổ nhắm mắt lại, những lời này của Trương Dương đã đánh trúng chỗ yếu hại của y, y hiện tại không có dư địa để cò kè mặc cả, Thạch Thắng Lợi và 7 người đó còn nằm ở bệnh viện, chuyện này không lớn, nhưng từ trong lời nói của Trương Dương đã có thể nghe ra, hắn có thể giải quyết được chuyện của Thạch Thắng Lợi, cũng chính là nói chuyện Thạch Thắng Lợi bị ngộ độc thức ăn rất có khả năng có liên quan tới Trương Dương. Đoàn Kim Long chỉ suy đoán, y cũng không có chứng cứ xác thực, thật ra cho dù là y có cái gọi là chứng cứ thì cũng chẳng mang tới tác dụng gì. Y chỉ là một thượng nhân, đối với đám quan viên này, căn bản chính là không biết lượng sức. Y nhớ tới cái đám người không rõ thân phận tối qua tới đập khách sạn, trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu tiếp tục ở lại Nam Tích, không biết sẽ còn có chuyện gì xảy ra. Trước khi tìm đến Trương Dương, Đoàn Kim Long đã đưa ra một quyết định đau khổ, y muốn từ bỏ Hải Thiên và rời khỏi Nam Tích, nếu tiếp tục kiên trì, y sẽ thất bại thảm hại, mất hết tất cả. Y có thể mất đi tôn nghiêm nhưng y không thể mất đi tất cả tài phú của mình. 600 vạn tuy rằng không nhiều, nhưng điều này có nghĩa là y còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Trên điểm này, Trương Dương hiển nhiên đã thủ hạ lưu tình với y, không hề đuổi tận giết tuyệt y. Đoàn Kim Long nói khẽ, "600 vạn tôi sẽ mang 600 vạn rời khỏi đây. chương 580, kéo anh lên thuyền. Trương Dương nói, anh dính phải nhiều phiền toái nhiều như vậy, làm nhiều chuyện xấu như vậy mà còn có thể mang theo 600 vạn ung dung bỏ đi, đã là trời mở một mặt lưới cho anh rồi. Đoàn Kim Long Minh Bạch đây không phải là trời mở một mặt lưới cho y mà là Trương Dương, nhưng y không hề cảm kích Trương Dương, bởi vì kết cục hôm nay của y hơn phân nửa là do Trương Dương ban cho, y ở sâu trong lòng cũng không oán hận gì Trương Dương, bởi vì y không dám. Viên ba nghe nói đoàn Kim Long chỉ cần 600 phí chuyển nhượng, không nói câu nào đáp ứng chuyện này ngay, đây đã là nằm ngoài kỳ vọng của hắn rồi. Ngay từ đầu hắn cũng không tin đoàn Kim Long sẽ đành lòng chuyện nhượng một khách sạn sinh ý náo nhiệt như vậy cho mình, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Trương Dương, hắn vẫn làm không ít công tác tiền kỳ, tiến hành đánh giá giá trị thực tế của khách sạn, hắn đã chuẩn bị 1.200 vạn, nhưng trương dương lại mang tới hắn một sự kinh nghỉ cực lớn hắn vốn định xuất ra một bộ phận tiền cho trương dương nhưng trương dương lại cự tuyệt trương dương bảo hắn trong lúc được mời dự họp vận hội tỉnh gánh vác một bộ phận công tác tiếp đãi về phần hải thiên viên ba tất phải nhận một cổ động mới thạch thắng lợi viên ba đáp ứng ở ở hải thiên giữ lại một vị trí thành viên hội đồng quản trị cho gã cũng hứa sẽ cho gã 5% cổ phần trong tương lai trương dương sau sự kiện của đoàn kim long đã minh bạch một đạo lý đối với loại địa đầu xà như thạch thắng lợi. Phải thu nhận sử dụng cho mình, chỉ khi bản thân gã cũng trở thành một bộ phận của hải thiên, gã tự nhiên sẽ trở nên quy củ hơn nhiều. Trương Dương vào buổi chiều ngày hôm sau tới bệnh viện số 2 thăm thạch thắng lợi, lúc ấy khu trưởng khu thiên hối thạch trọng hằng và vợ là Trần Phượng Lan đều ở trong phòng. Thạch Thắng Lợi là con trai duy nhất của bọn họ, hai người tuy rằng tức giận gã chẳng ra gì, nhưng trong lòng Thủy Trung vẫn thương yên gã nhất. Nhìn thấy Trương Dương tới phòng bệnh, thạch trọng hằng hơi có chút kinh ngạc trong ấn tượng của y trương dương và con mình từng có một lần xung đột kịch liệt xung đột lần đó giải quyết được là nhờ con mình tới văn phòng của hắn quỳ xuống xin lỗi thạch trọng hằng đối với bối cảnh của cậu thanh niên trương dương này đã tiến hành một lần tìm hiểu kỹ càng đối với hắn cũng áp dụng thái độ kính nhi viễn chi trương dương mỉm cười chào một tiếng bí thư thạch cầm bó hoa tươi trong tay đưa cho trần phượng lan thạch thắng lợi làm ra vẻ muốn ngồi dậy trương dương vội vàng ấn hắn xuống nói đừng cử động anh còn chưa khỏi bệnh, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thạch Thắng Lợi nói, chủ nhiệm trương, ngài sao phải tự mình tới đây, tôi không có chuyện gì cả, chỉ bị ngộ độc thức ăn thôi. Trương Dương cười thầm trong lòng, hiện tại kẻ thô lỗ cũng biết giả vờ. Thạch Trọng Hằng tuy rằng ở trong đáy lòng tràn ngập đề phòng đối với Trương Dương, nhưng ở ngoài mặt vẫn khá là lịch sự, cười nói, chủ nhiệm trương đâu cần phải tự mình đến đây, thằng bé này cũng chẳng phải gặp chuyện gì lớn, cả ngày cứ lêu lỏng chơi bời để cho nó nhận được một bài học cũng tốt. Trương Dương nói, hiện tại vấn đề vệ sinh thực phẩm của ngành phục vụ cần phải được chú ý hơn. Tôi vốn còn muốn chỉ định Hải Thiên làm địa điểm chiêu đãi cho vận hội tỉnh, nhưng hiện tại xem ra cần phải cân nhắc lại. Nếu như trong thời gian diễn ra vận hội tĩnh mà lại gặp phải sự kiện ác liệt như vậy, hậu quả thật sự là khó bề tưởng tượng. Trần Phượng Lan lúc này mới biết người trẻ tuổi ở trước mặt chính là Trương Dương đã từng đánh con trai mình, trong lòng có chút không vui, có điều nhìn Trương Dương nói chuyện rất hỏa ai, hình như có quan hệ không tồi với con mình, thế giới này thật sự là phức tạp, một người phụ nữ như bà ta cũng không nhìn rõ được sự ảo diệu bên trong, bà ta mượn cớ đi lấy nước để rời khỏi phòng. Thạch Thắng lợi nghiến răng nghiến lợi nói, lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho đoàn Kim Long, tôi muốn hắn phải cửa nát nhà tan. Thạch Trọng Hằng nhíu mày, thằng con trai này thực sự là khiến y đau đầu, mở miệng ra là ăn nói bậy bạ, Thạch Trọng Hằng trách mắng, mày nói bậy bạ gì đó. Thạch Thắng Lợi có chút hủy khuất nói, con nói sai à. Hắn dùng loại thức ăn có độc cho con ăn, thiếu chút nữa là hại chết con rồi. Trương Dương cười nói, bí thư Thạch, chuyện điều tra ra sao rồi? Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã dẫn tới ngộ độc thức ăn? Thạch Trọng Hằng nói, cũng không tra ra kết quả cụ thể, trên cơ bản nhận định là ngộ độc thức ăn, có thể là có thể là do đậu cốp không được làm kỹ. Trương Dương cười thầm trong lòng, thủ đoạn của hắn, bộ môn phòng dịch vệ sinh khu có mệt chết cũng không tra ra. Thạch Thắng Lợi vẫn không chịu buông tha, nói con muốn kiện đoàn Kim Long, con muốn hắn phải bồi thường. Trương Dương nói, chuyện này có chút phức tạp. Thạch Trọng Hằng hơi ngẩn ra, không biết Trương Dương vì sao lại nói như vậy. Trương Dương nói, thật ra Hải Thiên từ nửa tháng trước đã ký hợp đồng chuyển nhượng rồi, là đoàn Kim Long một mực không chịu tuyên bố ra ngoài đấy thôi. Hắn đã chuyển nhượng Hải Thiên cho thương nhân viên ba của Đông Giang, Viên Ba là bạn tốt của tôi. Thạch thắng lợi sớm đã biết cả chuyện này là một cái bẫy do Trương Dương bố trí, gã chỉ là giúp Trương Dương làm việc, sự ảo diệu cụ thể thì gã căn bản không biết, nghe Trương Dương nói như vậy, vẻ mặt có chút ngơ ngác nhìn Trương Dương. Trương Dương nói: "Bí thư Thạch, Viên Ba vừa mới tìm tới tôi, hắn và Đoàn Kim Long đã thương lượng xong, Đoàn Kim Long đồng ý lập tức để hắn tiếp nhận Hải Thiên, về phần sự kiện ngộ độc thức ăn này, hắn cũng đã có cách bồi thường." Thạch Thắng Lợi vừa nghe có bồi thường, hai mắt phát sáng nói: "Hắn định cho tôi bao nhiêu tiền?" Trương Dương nói: "Không phải tiền mà là 5% cổ phần trong tương lai của Hải Thiên, có chỗ cổ phần này, anh về sau chính là thành viên hội đồng quản trị của Hải Thiên." Cổ phần ư? Thạch Thắng Lợi nghe thấy vậy có chút ngơ ngác, hắn không hiểu những thì này. Nhưng Thạch Trọng Hằng thì hiểu, 5% cổ phần của Hải Thiên này giá trị chân chính tuyệt không thấp hơn 100 vạn, con trai mình vẫn không có việc làm tử tế. Hiện tại có chỗ cổ phần này, chẳng khác nào có được một mỏ vàng dùng mãi không hết. Điều kiện này cũng không phải là hậu đãi bình thường, Thạch Trọng hằng lăn lộn trong chính đàn nhiều năm, có một số việc chỉ cần hơi ngẫm nghĩ một chút là có thể hiểu được sự ảo diệu bên trong. Trương Dương là tới làm thuyết khách, Đoàn Kim Long từ bỏ Hải Thiên, bằng hữu của Trương Dương thì hoàn toàn tiếp nhận Hải Thiên. 5% cổ phần chưa chắc là do Đoàn Kim Long nghĩ ra, chắc chắn là chủ ý của Trương Dương và viên ba đó. Bọn họ lợi dụng 5% cổ phần này để chói chặt con trai mình lên thuyền, mà con trai y lên thuyền, người làm cha như y đương nhiên cũng phải lên theo, Cao Minh, thật sự là rất Cao Minh. Đừng nhìn Trương Dương tuổi không lớn, nhưng suy nghĩ thì vô cùng linh hoạt. Thạch Trọng hằng nghĩ thấu đạo lý trong đó, lạnh lùng cười nói, vô duyên vô cớ, sao có thể nhận cổ phần của người khác. Trương Dương nói, thắng lợi lần này phải chịu đau đớn như vậy, phía khách sạn đưa ra một số bồi thường cũng là điều nên làm mà. Thạch Trọng Hằng nói, người phải chịu ủy khuất không chỉ có một mình nó, sao có thể chỉ bồi thường một mình nó được. Trương Dương mắng thầm trong lòng, Thạch Trọng Hằng gà Thạch Trọng Hằng, ông cũng đòi hỏi quá đấy, tổng cộng 8 người bị ngộ độc thức ăn, mỗi người bồi thường 5% thì một nửa hải thiên đã thành của nhà các người rồi. Hắn mỉm cười nói thắng lợi là người chi tiền, những người khác chỉ là đi theo ăn nhờ uống nhờ, hơn nữa cũng không bị nặng như thắng lợi. Thạch Trọng Hằng thật ra không phải là có ý đòi Trương Dương thêm tiền, y chỉ thấy Trương Dương muốn kéo con trai mình vào cái vòng luẩn quẩn này thì có chút không ổn. Thạch Thắng Lợi mở miệng nói, cha, con thấy hay là cứ như vậy đi, người hại con là đoàn Kim Long, chỉ cần hắn biến khỏi Hải Thiên thì chuyện này coi như kết thúc. Gã cũng rất thống khoái. Trương Dương biết thời biết thế nói, được, vậy thì tôi sẽ trả lời với viên ba như vậy, Hải Thiên là tôi lá cờ đầu trong ngành khách sạn của thị lý, thật sự tôi không muốn nó lâm vào cảnh này. Hắn cáo từ Thạch Trọng Hằng. Thạch Trọng Hằng tiến Trương Dương ra ngoài cửa, đây không phải là vì y khách khí, mà là y có chuyện muốn nói riêng với Trương Dương. Đi ra ngoài hành lang, Thạch Trọng Hằng nhìn thấy chung quanh không có người, nói khẽ chủ nhiệm Trương, tôi thấy chuyện cổ phần cậu hay là giúp thu hồi đi, tôi thấy không thích hợp. Trương Dương nói, bí thư Thạch, thắng lợi cũng đã đồng ý rồi, tôi thấy chuyện này hay là đừng chối từ nữa. Thạch Trọng Hằng nói, cậu cũng biết, với thân phận của tôi hiện tại, có một số việc người khác sẽ nói ra nói vào. Trương Dương nói, "Bí thư Thạch, có mấy câu tôi muốn nói với ngài, hy vọng là ngài đừng tức giận." Thạch Trọng Hằng gật đầu, y thích thẳng thắn, nếu Trương Dương có thể nói rõ mục đích của hắn, đối với ai cũng đều là một chuyện tốt. Trương Dương nói, "Bình thường ngài chắc cũng biết về một số hành vi của con ngài chứ?" Câu này khiến mặt Thạch Trọng Hằng không khỏi đỏ bừng, thằng con trai mình trước giờ là hạng chẳng ra gì người ngoài nhìn thạch thắng lợi như thế nào y trong lòng biết rất rõ thạch trọng hằng nói đứa nhỏ này hơi gàn bướng một chút trương dương nói tôi đã từng đánh anh ta sau này thông qua tiếp xúc với anh ta phát hiện bản tính của anh ta không phải là hư hỏng thật ra sự kiện ngộ độc thức ăn lần này có rất nhiều điểm đáng ngờ đoàn kim long cho dù có gan lớn như trời hắn cũng không dám hạ độc trong đồ ăn trương dương tuy rằng không nói rõ nhưng ý tư ám chỉ rất rõ ràng sự kiện ngộ độc thức ăn lần này tồn tại điều ám muội. Thạch Trọng Hằng thật ra cũng có suy nghĩ giống Trương Dương, chỉ là y không muốn nghĩ con mình như vậy, nếu con mình thật sự lập bẫy chơi đoàn kim long thì chiêu thức này quá độc. Trương Dương nói, 5% cổ phần này có thể lấy một cách quang minh chính đại, người khác không thể nói ra nói vào, mượn cơ hội lần này có thể cho anh ta có việc để làm, cũng tốt hơn là cả ngày lưu lỏng với đám bạn trên xã hội. Thạch Trọng Hằng nói, để tôi cân nhắc thêm một chút. Trương Dương cười nói, tôi đã nói nhiều như vậy rồi, có điều viên ba là lão bằng hữu của tôi, người này ở Đông Giang làm trong ngành ẩm thực rất khá, hắn tới Nam thích khẳng định sẽ không làm bữa giống như đoàn Kim Long. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nếu thắng lợi thật sự có thể làm việc ở bên cạnh hắn, khẳng định sẽ học được không ít bản sự, ông cũng hy vọng thắng lợi về sau có thể đi trên chính đồ phải không? Thạch Trọng Hằng không nói gì, chỉ cười cười, Trương Dương đi xong y lại quay về phòng bệnh. Đóng cửa lại lạnh lùng nhìn con trai mình. Thạch Thắng Lợi bị y nhìn cho cả người ngứa ngáy, cột nhà nói cha, cha đừng nhìn con như vậy có được không? Nhìn vậy trong lòng con hoảng lắm. Thạch Trọng Hằng đi đến trước mặt Thạch Thắng Lợi, bỗng nhiên giơ tay lên tát cho gã một cái giữa mặt. Thạch Thắng Lợi hét lên, cha sao lại ra tay đánh con? Thạch Trọng Hằng mắng, mày đúng là cái thứ chẳng ra gì, chuyện của Hải Thiên rốt cuộc là như thế nào? Có phải do tên hỗn đản mày làm ra hay không? Thạch Thắng Lợi nói cha, sao cha cánh tay cứ dơ ra bên ngoài thế? Con là người bị hại, cha nói vậy là có ý gì? Có phải là hoài nghi con cố ý hạ độc vào trong thức ăn của mình không? Con ngu như vậy ư? Thạch Trọng Hằng nghĩ thầm, mày không ngu thì còn ai ngu? Y thở phì phò nói, mày và Trương Dương rốt cuộc là thế nào? Mày không phải là từng ăn đòn của hắn ư? Sao hắn lại tới gặp mày còn đưa ra điều kiện đó nữa? Thạch Thắng Lợi nói cha, Cha từng nghe câu không đánh thì không quen chưa? Con thừa nhận, bọn con trước đây từng có xích mích, nhưng những chuyện đó đều là quá khứ rồi, lúc đó cũng chỉ là hiểu lầm, tên Vương Bát Đản đoàn Kim Long kia cố ý xúi giục con đi trêu gẹo Quan Chỉ Tình, hắn nói Quan Chỉ Tình là gái phục vụ của khách sạn, nếu không con sao lại đi chọc vào Trương Dương, đều là đoàn Kim Long cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa con và Trương Dương, hắn muốn chúng con đấu nhau người chết ta sống. Cha, loại người xấu như vậy con có thể tha cho hắn ư? con muốn hắn không không có chỗ đứng chân ở nam tích này." Thạch Trọng Hằng nghe thấy một câu cuối cùng, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, bàn tay đang giơ lên của y chậm rãi hạ xuống, Thạch Trọng Hằng ở trong quan trường nhiều năm như vậy không phải là vô ích, từ trong lời nói của thằng con y đã cảm thấy được gì đó, chuyện này chắc chắn là thằng con mình trả thù Đoàn Kim Long, hơn nữa khả năng lớn hơn nữa là Trương Dương cũng tham dự vào trong đó, Đoàn Kim Long ngày hôm qua gặp chuyện không may, hôm nay khách sạn liền tuyên bố chuyển nhượng từ trước rồi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, khẳng định là bọn họ liên thủ bẫy đoàn Kim Long, Thạch Trọng Hằng tin chắc rằng thằng con mình không có loại đầu óc này, cũng không có bản sự này, chắc chắn là Trương Dương bố trí tất cả, lợi dụng Thạch thắng lợi đuổi đoàn Kim Long ra khỏi Hải Thiên. Thạch Trọng Hằng cũng minh bạch một đạo lý, không phải là vấn đề y có muốn ngồi cùng thuyền với Trương Dương hay không, mà trên thực tế Trương Dương đã kéo con y lên thuyền rồi, Thạch Trọng Hằng tuy rằng không có chứng cứ gì, nhưng là chuyện này y đã nghĩ thấu tiền nhân hậu quả loại người như đoàn Kim Long không đáng được đồng tình, có điều thủ đoạn của bọn Trương Dương cũng không được quang minh chính đại gì lắm. Thạch Thắng Lợi nhìn thấy lão gia tử nửa ngày không nói gì, thấp giọng than thở, con đã lớn như vậy rồi, cha đừng có hở chút là đánh con, để cho người khác nhìn thấy thì con mất mặt lắm. Thạch Trọng Hằng nói, mày cũng biết là mình lớn rồi à, nếu lớn như vậy rồi thì về sau phải có tâm nhãn hơn một chút, đừng có cả ngày làm những chuyện vỡ vẩn, đừng có mãi để cho người ta lợi dụng. Thạch Thắng lợi bĩu môi nói, người có thể lợi dụng con sợ rằng vẫn chưa sinh ra đời đâu. Thạch Trọng Hằng thở dài nói, trừ mạnh miệng ra thì tao chẳng thấy mày có bản sự gì cả, nếu người ta đồng ý cho mày 5% cổ phần, mày về sau sẽ phải thật thà làm việc cho Hải Thiên, làm cho ra hồn cho tao. Thạch Thắng lợi chớp chớp mắt, bán tính bán nghi nói, thật ư? Cha thật sự đồng ý cho con nhận cổ phần này ư? Thạch Trọng Hằng thầm cười khổ trong lòng thằng con ngốc nghếch của tao à, mày đã bị người ta kéo lên thuyền rồi, tao không đáp ứng thì còn có biện pháp nào nữa. Sự kiện ở Hải Thiên có người bị ngộ độc thức ăn tuy rằng có thể giải quyết thuận lợi, nhưng sóng gió do nó dẫn tới vẫn chưa lập tức tắt hẳn. Trên cuộc họp thường ủy thành phố Nam Thích, Bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng đề xuất phải tăng mạnh tầm quan trọng của giám sát ngành dịch vụ. Phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo cũng tỏ ý tán đồng, y chỉ ra vân hội tỉnh sắp tới gần, Nam Tích phải có một hoàn cảnh phục vụ nhất lưu để minh đón khách khứa các phương. Ngành dịch vụ là cửa sổ của Nam Tích, trình độ tinh khiết của cửa sổ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng thành thị của thành phố Nam Tích. Các thường ủy tham dự hội nghị đều biểu đạt ý kiến của mình, đối với hiện trạng ngành dịch vụ của Nam Tích đều tỏ vẻ bất mãn nhất định. Bí thư Thị ủy Từ Quang Nhiên nói, hoàn cảnh phục vụ của thành thị là cùng một nhịp thở với trình độ văn minh thành thị. Mọi người đưa ra nhiều ý kiến như vậy, từ đó có thể thấy được cải thiện hoàn cảnh mềm của thành phố Nam Tích là vô cùng cấp bách. Chúng ta phải cố gắng để khi vận hội tỉnh tổ chức, cho các quan khách nhìn thấy một Nam Tích văn minh, một Nam Tích nhiệt tình. Tôi đề nghị tiến hành một cuộc xử lý hoàn cảnh mềm trong phạm vi toàn thành phố, triệt đề thanh trừ hiện tượng không sạch, tạo lên một tiêu chuẩn mới cho ngành phục vụ của Nam Tích. Bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên nói, hoàn cảnh mềm của thành phố Nam Tích sớm đã nên được chỉnh trị rồi, xây dựng thành thị chỉ lưu lại cho người khác ấn tượng đầu tiên, Bất kể xây dựng thành thị xinh đẹp cỡ nào, quy hoạch chỉnh tề ra sao, nhưng cũng không có nghĩa là trình độ văn minh thành thị của anh có thể được tới độ cao tương tự, xây dựng kinh tế cũng đồng thời phải xây dựng văn minh tinh thần, chỉ có hai phía cùng tiến mới có thể thực hiện hiện đại hóa trên ý nghĩa chân chính. Bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi cười nói, cải thiện hoàn cảnh mềm của thành thị cũng không phải dễ dàng, trước đây chúng ta cũng muốn làm nhiều lầm, nhưng hiệu quả rất thấp, muốn thực sự làm tốt chuyện này, nhất định phải để hai chữ văn minh đi vào lòng người nhất định phải khiến cho mỗi một người dân thành phố coi thành thị là nhà của mình, có quan niệm thành thị là sự văn minh của chính mình, khiến bọn họ có tư tưởng mình là nhân vật chính, như vậy mới có thể hoàn toàn cải thiện được hoàn cảnh mềm của chúng ta. Khẩu hiệu hô thật nhiều, biểu ngữ treo thật nhiều cũng không bằng xây dựng được lý niệm Nam Tích chính là nhà của mình ở trong lòng họ. Từ quang nhiên khen, được, chủ đề sửa trị hoàn cảnh mềm của Nam Tích lần này sẽ là tôi yêu Nam Tích, tôi yêu nhà của tôi. Toàn thể thường ủy nhất trí tán thành. Từ Quang Nhiên quay sang bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng nói: "Lão Lương, nhiệm vụ sửa trị hoàn cảnh mềm của thành thị lần này giao cho anh nhé." Lương Tùng cười nói: "Tôi vốn chính là phụ trách công tác tuyên truyền, không thể đẩy cho người khác được." Nói xong chuyện này, Từ Quang Nhiên lại quay sang chủ đề khu đất sân thể dục cũ, chuyện này đã kéo dài rất lâu rồi, Trần Hạo đã âm thầm đề xuất với y mấy lần, muốn xin trước quyền bán đấu giá sân thể dục. Bởi vậy đó thể thấy được Trần Hạo đã dần dần tiến vào vai của mình, gã bắt đầu đi vào công tác thể dục thể thao. Từ Quang Nhiên nói, tiến độ công trình của trung tâm thể dục mới trên tổng thể là rất bình thường, dự tính có thể toàn bộ hoàn công theo kế hoạch kỳ hạn công trình, đợi cho sau khi trung tâm thể dục mới xây xong, sân thể dục cũ của chúng ta bao gồm cả khu đất của ủy ban thể dục thể thao cũng đã mất đi tác dụng vốn có. Căn cứ vào sự thảo luận nhiều mặt của chúng ta, cùng với đề nghị của ngành quy hoạch thành thị, khu đất này sử dụng thích hợp nhất là để cho mở thương nghiệp, lúc trước cũng có không ít nhà đầu tư biểu hiện ra sự hứng thú đối với khu đất này. Tôi cũng đã trưng cầu ý kiến của một số đồng chí, cho rằng khu đất này tốt nhất vẫn là tiến hành cạnh tranh công khai, cố gắng để tối đại hóa giá trị của khu đất này, cũng chỉ có như vậy mới có thể thể hiện được sự công khai công chính của chính phủ chúng ta, mới có thể đảm bảo không để phía nhà đầu tư và người dân dị nghi. Trần Hạo nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm, từ quang nhiên cuối cùng nghe theo ý kiến của gã đưa khu đất sân thể dục cũ ra cạnh tranh công khai. Từ Quang Nhiên lại nói, khu đất này trước đây thuộc đất dùng cho thể dục thể thao, khoản tiền có được từ bán đấu giá, một bộ phận sẽ thuộc về tài chính của thành phố, một bộ phận dùng cho sự nghiệp thể dục thể thao, chủ yếu chính là dùng cho vận hội tỉnh sắp diễn ra của chúng ta, phân phối tỷ lệ, cá nhân tôi cho rằng 30% bộ phận sẽ cấp cho sự nghiệp thể dục thể thao là hợp lý, mọi người thấy thế nào? Trần Hạo có chút thất vọng, Trước đây gã đề xuất là 50% thuộc về Ủy ban Thể dục Thể thao, nhưng từ quang nhiên lại chiết khấu, xem ra thể dục thể thao ở trong lòng từ quang nhiên Thủy chung không quan trọng, y muốn dùng đại bộ phận tài chính để đảm bảo cho xây dựng cảng nước sâu. Trần Hạo vốn định đề xuất ý kiến, nhưng bắt gặp ánh mắt ý vị thâm trường của từ quang nhiên, lời nói đã ra đến miệng rồi đành phải nuốt xuống bụng, lúc này từ quang nhiên chắc là không muốn nghe ý kiến bất đồng. Các thường ủy khác đối với chuyện này đa số đều không hiểu lắm, cho tới nay đều nghe nói tập đoàn Tinh Nguyệt muốn dùng giá 500.000 để lấy khối đất này, chỉ cần bán đấu giá công khai, khu đất này chắc không chỉ có giá đó. Đa số thường ủy cho rằng đề nghị này của Từ Quang Nhiên có vẻ hợp lý, dù sao phương thức này cạnh tranh cũng rất công bằng. Sau khi hội nghị kết thúc, Từ Quang Nhiên đặc biệt giữ Trần Hạo lại, y có thể nhìn ra Trần Hạo có chút thất vọng, mỉm cười nói: "Có phải thấy có chút thất vọng hay không?" Trần Hạo nói: "Tôi vốn cho rằng chúng tôi có thể được chia 50%." Từ Quang Nhiên bật cười ha ha, giá khởi điểm của khu đất này nhất định sẽ là 100 triệu, cũng chính là nói, cái cậu chắc chắn sẽ có 300 ngàn, giá bán đấu giá càng cao, tài chính mà các cậu nhận được càng nhiều, không có gì mà phải thất vọng cả, tình trạng tài chính của thị lý cậu cũng biết rồi đó, vận hội tình tuy rằng quan trọng, nhưng loại hạng mục này dù sao vẫn phải làm tất cả thật đơn giản, trọng điểm tài chính của thị lý vẫn phải đặt ở trên công trình cảng nước sâu. Trần Hạo thầm nghĩ ông trước đây nói với tôi rằng vận hội tỉnh so với cảng nước sâu thì quan trọng hơn, hiện tại lại nói như vậy, căn bản là trước sau không đồng nhất. Từ quang nhiên vỗ vỗ vai Trần Hạo nói, an tâm nắm tốt công tác vận hội tỉnh đi, nhân cơ hội tốt này chứng minh năng lực công tác của bản thân. Trần Hạo gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chút không thoải mái. Từ quang nhiên lại nói, vừa nhận được tin tức bên trên, tuần sau Phó Thủ tướng Văn sẽ tới thị sát khu khai phá của Lam Sơn, Tuy rằng trong hành trình không có Nam Tích chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải làm tốt công tác các phương diện, trăm ngàn lần đừng để xảy ra vấn đề. Ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Tích có thêm một thành viên mới, Thường Hải Tâm được điều động từ Lam Sơn đến đây, Trương Dương lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, không ngờ chuyện này lại biến thành sự thực, Thường Hải Tâm tới văn phòng của Trương Dương báo danh với hắn, trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng. Trương đại quan nhân cũng rất cao hứng, hai mắt lại đánh giá Thường Hải Tâm từ trên xuống dưới. Thường Hải Tâm bị hắn nhìn cho có chút ngại ngùng, "Ê, chủ nhiệm Trương, tôi ngày đầu tiên tới báo danh, anh cứ bắt tôi đứng như vậy à?" Trương Dương tươi cười nói, "Ngồi đi, tôi chỉ là cao hứng quá cho nên quên mất thôi." Thường Hải Tâm ngồi xuống đối diện hắn, rất chính thức ho khan một tiếng, "Chủ nhiệm Trương, anh định an bài tôi làm công tác gì?" Trương Dương nói, "Cô là muốn tới làm ra một phen sự nghiệp hay là chỉ muốn sống qua ngày?" Thường Hải Tâm trợn mắt lườm hắn, "Nói kiểu gì vậy?" Tôi đương nhiên là tới công tác nghiêm túc rồi." Trương Dương nói, "Cô hiện tại là cấp khoa đúng không?" Thường Hải Tâm gật đầu, cười nói, "Không phải ai cũng tốt số như anh, còn trẻ mà đã là cán bộ cấp phó ban rồi." Trương đại quan nhân hớn hở đính chính, "Chính ban rồi, đã có công văn rồi." Bộ dạng đắc ý quên hình, khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi muốn đá hắn một cái. Thường Hải Tâm nói, "Vậy thì phải chúc mừng anh rồi, chuyện cao hứng như vậy mà sao không thấy anh mời khách?" Trương Dương mỉm cười nói, có gì đâu mà cao hứng, đó vốn là chuyện tất nhiên mà, tôi lên chính ban, khẳng định là sẽ gặp phải không ít thị phi, cho nên tôi phải thật khiêm tốn. Thường Hải Tâm không nhịn được cười, anh mà cũng biết khiêm tốn à? Trương Dương hạ giọng nói, cái nên nói thì tôi sẽ nói, cái không nên nói thì dù đánh chết tôi cũng không nói. Thường Hải Tâm nhìn thấy vẻ mặt ám muội của hắn, lập tức hiểu được thằng ôn này đang ám chỉ điều gì, mặt lập tức đỏ bừng, cô ta bắt đầu hối hận rồi mình ma xui quỷ khiến thế nào lại điều tới bên này, đây chẳng khác nào là tự đưa mình vào miệng cọp. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của thường hải tâm, thật sự là ngón trỏ lại máy động, hận không thể nuốt cô ta, có điều thằng ôn này vẫn có nguyên tắc đảng tính, biết hiện tại là đang ở đơn vị công tác, lúc nên nghiêm chỉnh thì nhất định phải nghiêm chỉnh, làm quan mà, thật là con mẹ nó giả dối quá. Trương Dương cũng thấy mình giả dối, giả đối không chịu được. Thường Hải tâm xấu hổ nói, anh còn chưa nói rốt cuộc là an bài công tác gì cho tôi. Trương Dương nói, trợ lý chủ nhiệm, cô anh thấy thế nào? Trước đây trợ lý chủ nhiệm là tiêu điều mẫn. Hiện tại tiêu điều mẫn đã bị Trương Dương phái tới nơi công tác hiện trường trung tâm thể dục mới của Tổ ủy hội vận hội tỉnh đảm nhiệm chức chủ nhiệm, trên thực tế công tác trợ lý chủ nhiệm đều là do Phó Trường Trinh đảm nhiệm. Thường Hải Tâm hỏi ngược lại, thích hợp không? Anh là một cán bộ cấp chính ban mà dám có nữ trợ lý, anh không sợ người khác lời ong tiếng ve à cô ta hiện tại mới bắt đầu cân nhắc vấn đề này hiện tại cô ta và trương dương đã công tác cùng nhau về sau chắc sẽ có những lời dị nghị như vậy trương dương nói vậy trước tiên làm trưởng khoa khoa tuyên truyền cô cảm thấy thế nào thường hải tâm đang chuẩn bị đang chuẩn bị gật đầu thì cửa phòng có tiếng gõ sau khi được cho phép phó trưởng trinh từ bên ngoài bước vào gã cầm trong tay một sấp văn kiện đưa cho trương dương Trương Dương nói, đây là những thứ gì vậy? Phó Trường Trinh nói, đây là bản kế hoạch thành lập trung tâm tin tức của chúng ta, vận hội tỉnh sắp diễn ra, cần thành lập một trung tâm tin tức, đây là thứ mới mẻ, cần một lượng lớn máy tính và siêu tập rất nhiều số liệu, là cái mà lần trước ngài nhắc tới đó. Trương Dương vỗ vỗ gáy, nói tôi sao quên mau vậy nhỉ? Chuyện này là khi Kiều Mộng Viện tới Nam Thích kiến nghi với hắn, thời đại hiện giờ là thời đại bùng nổ thông tin, tổ chức một vận hội tỉnh quy mô như vậy chỉ dựa vào công tác truyền thống là không được, cần tiến hành xử lý tin tức hóa, như vậy có thể giảm bớt đại lượng nhân lực vật lực. Cô ta kiến nghị Trương Dương làm một số tìm hiểu về phương diện này, chỉ có như vậy mới có thể theo kịp thời đại. Trương Dương nghe Kiều Mộng Viện nói xong liền giao chuyện này cho Phó Trường Trinh, chỉ ư ừ một câu là được, lãnh đạo động miệng, thuộc hạ chạy gãy cả chân, Phó Trường Trinh góp nhặt rất nhiều tư liệu từ nhiều mặt, lúc này mới thảo một bản kế hoạch thành lập trung tâm tin tức, có điều phương diện này không phải là sở trường của gã cho nên bản kế hoạch này cũng không được hoàn thiện lắm phó trường trinh nói tôi tìm đọc rất nhiều tư liệu nhưng trong nước thứ liên quan tới phương diện này thực sự quá ít tin tức hiện đại hóa cũng không phải là sở trường của tôi cho nên bản kế hoạch này có trăm ngàn chỗ hở chủ nhiệm trương ngài hay là tìm chuyên gia xem xem thế nào thường hải tâm nói để tôi xem trương dương đưa bản kế hoạch cho cô ta phó trường trinh rất khôn khéo Gã lễ phép nói, chủ nhiệm Trương, không có việc gì thì tôi xin ra ngoài trước. Trương Dương gật đầu, lại nghĩ tới phải giới thiệu Thường Hải Tâm với gã, tiểu phó, vị này là đồng sự mới tới của chúng ta, Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm cười cười với Phó Trường Trinh. Phó Trường Trinh cười nói, hy vọng sau này mọi người hợp tác vui vẻ. Gã thức thời lui ra ngoài. Thường Hải Tâm tiếp tục xem bản kế hoạch đó. Trương Dương không nhịn được liền hỏi, thế nào? thường hải tâm dùng bốn chữ để đánh giá trăm ngàn chỗ hở cô ta cười cười đặt bản kế hoạch đó lên bàn xem ra phó trưởng trinh đối với phương diện tin tức không giỏi lắm thế này đi bản kế hoạch này giao cho tôi làm cho trương dương cười nói tốt tôi chuẩn bị thành lập trung tâm tin tức của ủy ban thể dục thể thao hay là dứt khoát để cô phụ trách thành lập trung tâm tin tức đảm nhiệm chức chủ nhiệm trung tâm tin tức đãi ngộ cấp chính khoa thế nào thường hải tâm vui vẻ gật đầu cũng được Tôi không giỏi giao tiếp với người ta, giao tiếp với máy tính vẫn thoải mái hơn." Trương Đại quan nhân nói theo một câu, giao tiếp với máy tính vĩnh viễn không thể nào thoải mái như giao tiếp với con người. Thường Hải Tâm lại đỏ mặt, cầm bản kế hoạch đó quật cho Trương Dương một cái, Trương Đại quan nhân hớn hở cúi đầu né, nói khẽ đánh lãnh đạo, cô to gan lắm. Thường Hải Tâm nói, anh nếu dám khi dễ tôi, tôi sẽ đánh cho anh một trận. Hai người vốn là đang bàn công việc nhưng thoáng cái lại thành tán tỉnh ve vãn. Lúc này dưới lầu vang lên tiếng còi ô tô, Thường Hải tâm nói, anh tôi tới rồi. Trương Dương đi theo ra ngoài, nhìn thấy xe Audi của Thường Hải Long đỗ ở sân bên dưới, Thường Hải Long một thân Âu phục màu lam là lượt, công ty trang trí của gã vừa vào công trường trung tâm thể dục mới, tiến hành đồng bộ công trình cảnh quan lâm viên, cho nên gần đây Thường Hải Long thường trú ở Nam Tích. Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm,